đều có Đức Phật đã giáo truyền. Hầu đệ vân dự hành theo cho được trong sạch trọn ngày nay và đêm nay, mong cầu giao được giống lành để thấy rõ Niết Bàn trong đời hiện nay. Ni upo satasi lawase na iman charating iman jadi wasam sa tukang katuang apama de na samarak kitabang. Chư Phật tử, sau khi tọa trì tam quy và ba quan trai giới nơi tam bảo rồi, ráng quen giữ hành theo cho được trong sạch trọn ngày nay và đêm nay, chẳng nên dễ vui. Ma phan te và chúng con xin vâng. Sile na su ga tin yon ti sile na phu ca sam ba đan sile na ni phu tin yon ti về cõi trời cũng nhờ giữ giới được giàu sang, cũng nhờ giữ giới được giải thoát nhập niết bàn, cũng nhờ giữ giới bởi các cái cho nên chư Phật tử có ráng thọ trì giới luật cho được trong sạch, đừng để lầm nhờ. Sa thu lành thay. Uttamange na vande hang ba da phang sum va ruttamang buat thay yo kali to do so buat tho kama tu tăng ma măng. Con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ vi trần chi chân Đức Phật là đấng chi tôn chi thanh. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến Phật bảo, cúi xin Phật bảo xác tội lỗi ấy cho con. Uttamange na vande hang tham man cha du vi thăng và răng tham me yo gali to do sao tham mo kama tu tăng ma măng. Con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai hạng pháp bảo là pháp học và pháp hành. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm nên pháp bảo, cúi xin pháp bảo sát tội lỗi ấy cho con. Uttamange na vande hang sang khan cha du vi tho tam ăn sang khe yo kali to do so sang to kama tu tăng ma măng. Con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai bậc tăng bảo là thanh tăng và thánh tăng. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến tăng bảo, cúi xin tăng bảo sát tội lỗi ấy cho con. Ho tu sap mang ga lang rak khan du sap de wa ta sap pu dai nu pa we ne sa da so thi pu wan tu te. Ho tu sap mang ga lang rak khan du sap de wa ta sam ba tham mai nu pa we ne sa da so thi pu wan tu te. Ho tu sap mang ga lang rak khan du sap de wa ta sam ba sang ga hai nu pa we ne sa da so thi Phật huynh tụ tê tất cả hạnh phúc hằng có đến người. Cầu xin chư thiên hộ trì đến người. Do nhờ quái đức của chư Phật, do nhờ quái đức của giáo pháp, do nhờ quái đức của chư Tăng, các sự thành lợi thường thường đến người. Sittiya Janagatha. Xin tham ơn tôi, xin tham ơn tôi, xin tham ơn tôi đồng phá lăng hệ tà sư minh rát tà nát tà giả sư minh xâm bát sai đà nà chê. Tạ su cầu xin cho hòa của tâm tinh thần tam bảo cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Sa thu lành thay. Phước lành con đã tạo ra, các đời quá khứ hay là đời nay, nghiệp chưa cho quả phước nào. Nguyện thành pháp độ để vào thiện căn,
Sau này dù tạo mấy lần, từ đây cho đến siêu thăng niết bàn, hãy làm chuyện tốt sẵn sàng, mọi điều hạnh phúc thành đoàn nhân duyên, giúp cho phiền não sớm yên, trở mau giải thoát cái liền kiếp sau. Nếu trễ chẳng gặp Phật nào, nhầm kỳ độc giác làm sao cũng thành. Nguyện cầu tam bảo tự hằng độ, nguyện thoát ma tai nước lửa binh, nguyện thấy chúng sanh khởi oan kết, nguyện cho nhân loại đang tu hành, nguyện nhìn tam học do định tuệ, nguyện đoạn tham sân si độc sanh, nguyện giải căn nhân sanh tự khổ, nguyện diệt tâm tham lợi danh, nguyện tu tinh tấn không giải đại, nguyện sao đào quả sớm viên thành. Dặn kinh chi cu sa la cầm măng cát tập băng kỳ đi văn ma ma ca ye na qua cha manasa ti đa se su ga tăng ca tăng ye sa ta san ni no a thi ye ca sa ta a san ni no ca tăng bu an nhạc pha lăng mày hằng sa pi pha gây pha quan tu te ye tăng ca tăng su vi đi tăng đền năng bu nhạc pha lăng mày giải Ye kata thana cha nan ti de wa gan ta ni ye da yum sap me lo kam hi ye sa ta chi wan da da he tu ka ma mon nang pho cha nang sap me la phan tu ma ma che ta sa ti Phước căn con đã tạo thành, do thân khẩu ý tu hành dẻo nên, điều là phước báo vững bền, có thể tiếp chúng độ lên thiên đàng, cung trời đạo lợi thọ nhàn, chúng sanh hữu tưởng nhân gian ta bà, chư thiên phạm thiên cùng là, bằng trời vô tượng được mà hưởng ngang, phước con hội hưởng dân ban. Chúng sanh hay biết hoàn toàn lãnh thâu, bằng ai chưa rõ lời cầu. Xin cùng thiên chúng đến hầu mạch ngay, có người làm phước được xài, lại đem hồi hướng hiện nay khắp cùng. Chúng sanh hoan hỷ lãnh chung, hưởng được phước quý ung dung thanh nhàn. Chúng sanh thế giới ca hàng, bởi nhờ thọ thực sanh an mạng trường. Xin thầu phước báo cũng dường, hóa thành thực phẩm mùi hương thọa lòng. Nam mô Bích Tha giá chúng con thành kính đảnh lễ tri ân ngài Trí Đức đã từ bi phan hỷ thay mặt chư tôn đức tăng truyền trao tâm quy bát quan trai giới đến hàng Phật tử của chúng con. Một lần nữa chúng con thành kính đảnh lễ tri ân ngài. Chúng con cũng thành kính đảnh lễ tri ân ngài Liễu Tông cùng chư tôn đức đã quan lâm vào đạo tràng chứng minh cho chúng con được thọ trì vi giới. Nhật Quỳnh kính cảm ơn đạo tràng đã cùng với Nhật Quỳnh lễ bái tam bảo và thọ trì vi giới. Do phước mà chúng con đã trong sạch tạo được ra, chúng con kính dâng đến tất cả chư thiên, nhất là chư thiên hộ trì chánh pháp, cầu mong quý ngài hoan hỷ tùy hỷ độ pháp Đức Phật Gotama được bền vững lâu dài. Chúng cũng kính dâng và phước này đến với chư tôn đức. Nhật Quỳnh xin chia phước này đến đạo tràng pháp hội, mong rằng phước này trợ duyên quý ngài quý vị an vui tiến hóa trong giáo pháp của Đức Từ Phụ Gotama, và cũng do quả phước này trợ duyên chúng con phát sanh trí tuệ để chúng con tu tiến sớm đạt đạo quả giải thoát. Nam mô Bích Tha giá, Nam mô Tham Ma giá, Nam mô Sang Kha giá. Con thành kính đảnh lễ ngài Liễu Tâm cùng chư tôn đức vừa quan tâm vào đạo tràng. Nhật Quỳnh kính lễ quý bà quý cô tu nữ. Nhật Quỳnh kính chào quý anh chị em đạo hữu vừa vào đạo tràng. Nhật Quỳnh kính mời quý vị cùng với Nhật Quỳnh lắng tâm thanh tịnh cung thỉnh pháp sư trước khi chúng ta được ngài Liễu Tông giảng giải những câu hỏi trong đạo tràng. Và Nhật Quỳnh rất là tha thiết mong quý vị trong đạo tràng mỗi vị cho một câu hỏi để ngài giảng giải, và cho Nhật Quỳnh là cái người dốt nhất để được học. Ngài Nhật Quỳnh rất là mong những bàn tay và những câu chết chát ạ. Nam mô Bố Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sân Kha Giá. Nam mô Ta Sa Pha Ga Qua Tô Arahato Samma Sambuddha Sa. Nam mô Ta Sa Pha Ga Qua Tô Arahato Samma Sambuddha Sa. Nam mô Ta Sa Pha Ga Qua Tô Arahato Samma Sambuddha Sa.
Dhamma cha lo ca thi bà tê sa ham bà tê ca tan cha lê an thi và răng a ya cha tha san tê tha sát tập bà ra chạp khá cha tí ca đệ sê tu thăm măng a nu cam bi măng bà chăng sát thăm a phê rê vi na yan cha ca yang suốt thăng sơ tam cha bằng thăng a phi thăm ma chăm măng a cơ ta dân tơ ta tư sát cha đăng đăng bắp bơ tha nay dê và đi xa và mạnh chê phạm thiên vần ngầm người khẩn khoản phật nhận lời nhưng chẳng nghĩ hơi quyết lòng mở đạo dạy đời nhắm vương lộc gia ngày dời chân sang thuyết pháp độ các hàng đệ tử có năm thầy thính dự pháp từ đó là nhân kiều trận như được nếm hương vị hữu dư niết bàn rồi từ đó mở mang giáo pháp ma bồn mười lăm hạ giáp vẹn toàn một lòng trăng thối không mòn những điều lợi ích hằng còn lâu năm cà tam dời thừa ân phổ cập mà đám mưa lành rưỡi khắp thế gian bởi nhân cơ tính rõ ràng thịnh ngài thuyết pháp nơi đàn tự bi chúng sanh ngồi khắp chốn ni tối mê cầu được tri tri vẹn toàn. Nam mô Bích Tha Giá và đạo tràng chúng con đang trang nghiêm thanh tịnh, con xin thay mặt đạo tràng thành kính đảnh lễ cung thỉnh ngài Liễu Tông từ bi hoan hỷ đàn để thử âm thanh ạ. Con kính dâng mít đến ngài. Nam mô Tát Sa Pha Hoa Tô A Ra Hà Tô Sam Ma Sam Bút Tát Sa. Nam mô Tát Sa Pha Ga Hoa Tô A Ra Hà Tô Sam Ma Sam Bút Tát Sa. Nam mô Tát Sa Pha Ga Hoa Tô A Ra Hà Tô Sam Ma Sam Bút Tát Sa. Nam mô Bích Thầy Gia Kinh Bạch Chư Tâu Hoàng Gia Kinh Thưa Chư Cận Sinh Nam Cận Sinh Nữ Đồng Đạo Tràng Hy vọng quý vị nghe tiếng chúng tôi rõ. Nam mô Bích Thầy Gia. Dạ Nam mô Bích Thầy Gia. Dạ con nghe âm thanh ngài rõ mà con thấy ở trong đạo tràng cũng cho tín hiệu là âm thanh ngài rõ. Dạ cảm ơn Phạm Phượng. Nam mô Bích Tha Giá. Dạ Nhật Bình một lần nữa kính mời bàn tay của quý vị cũng như mời những câu chích chát thì Nhật Bình xin phép được đọc để thỉnh ngài trả lời. Dạ hôm nay Nhật Bình thấy có nhiều vị mạnh dạn lắm. Dạ kính mời bàn tay quý vị ạ. Dạ con thấy chưa có bàn tay anh chị nào cô bác nào đưa lên cũng chưa thấy câu chết chát. Dạ bạch ngài cho con hỏi một câu rất là đời thường nhưng mà rất là thực tế, ngài chỉ dạy cho con. Thí dụ như con đi ha, cho dễ hiểu. Dạ thí dụ như con đi, con có tác ý đem một món thức ăn nào đó đến để dâng chư tăng ở trong chùa mà coi như con không có cơ hội để dâng tận tay, thì sau đó qua ngày sau thì con lại không biết là cái vật thực đó không đến được tay ngài và cũng giống như nó bị tan biến đi do một trung gian thế nào đó thì mình không có biết, nhưng mà coi như cái món vật thực đó không đến được tay chư tăng. Như vậy cái quả của con nó sẽ như thế nào, và cái người mà không có làm được theo cái lời cái ý nguyện của con, cái bổn phận của cái người đó, cái bổn phận trong chùa đó mà không có làm được theo ý nguyện của một người Phật tử dâng đến chư tăng, và cái quả của người này sẽ như thế nào, con cung thỉnh ngài giảng dạy cho con nghe rõ ràng kỹ lưỡng một chút để con có thể do đó mà con tu tập được. Con kính dâng bích đến ngài. Nam mô Bích Tha Gia. Nam mô Bích Tha Gia. Kính bạch chư tổ hoàng giả kính thưa quý vị,
Thực sự ra đó, mình làm phước mà phước nó nhiều thì nó phải đủ chi chứ. Còn nếu nó không đủ thì nhiều phước nó mất năng lực tùy theo. Vì coi trong Pháp, như Pháp năm chi thì cái bố thí của bậc chân nhân là luôn luôn là phải bố thí tận tay, chứ không lấy lý do này lý do kia đó thì cũng khó mà biết được cái năng lực của cái điều mình làm nó nhiều hay ít. Cái thứ nhất, cái thứ hai mình nhờ người ta đó, mình cũng thể nào đoán được tại lý do đó, mình không biết ý của người đó như thế nào trong lúc mà họ bắt đầu họ nhận cái chuyện họ sẽ làm giúp mình. Có thể có những cái trục trặc ngoài lý do ý muốn, có những cái chuyện gì nó nhiều chuyện chứ đâu phải là ấy. Mình cũng khó đoán là cái phước của họ hay là cái điều mà làm xấu hay tốt nào mình cũng không biết được, tại vì mình không biết cái nhân duyên, cái tiến trình của cái việc làm đó là không có thể biết được. Nhưng chắc chắn đó, khi mình làm phước mà mình không có làm phước tận tay, khi mình nhận được cái tin như vậy đó, thì chắc chắn người mình nó có phiền não, mà cái phiền não đó nó làm cho cái sự tư, nghĩa là quyết tâm của mình đó, nó cũng mất năng lực theo, mất năng lực theo đó. Thành ra trừ phi là mình ở cái nơi mình biết cái nơi mình sẵn sàng có thể làm được thì mình mới nghĩ tới cái chuyện mà mình là phước. Còn nếu không, khi nào có cơ hội là cứ là phước, bất cứ cái người đó là ai. Bởi vì nhiều khi đó mình không có cơ hội là phước, mà khi mà có cơ hội là phước cái tâm mình nó dễ kiếm chuyện lắm. Nên bởi phàm nhân mình thì nếu không 12 cái tâm ở trên thì là 8 cái tâm ở dưới, 4 tâm dưới là nhiều, thành ra nó dễ kiếm chuyện lắm. Bởi vì cái tâm của mình nói thật sự đó, mình nói theo đời là cái tâm đó của mình, nhưng thật sự nó không phải là của mình, thành ra nó phản mình dễ ghê lắm, chứ không phải là phản mình dễ ghê lắm. Nó không có cái tâm nào là của mình nữa đó. Nó sanh diệt theo nhân duyên, theo điều kiện của nó. Nhưng mà cái quyết tâm của mình là dựa vào cái hoạt động của cái thân ngũ uẩn này để mình làm cái việc phước. Nhưng mà nó cũng có nhiều cái trục trặc chứ không phải không, là mình nên hiểu những cái chuyện đó. Thành ra khi nào có cơ hội là cứ làm, khi nào có cơ hội là cứ cứ làm. Còn nếu mà mình có ít cơ hội đó thì dĩ nhiên là cái chuyện gì nó cũng có thể xảy ra được trong cái thế gian này, trong thế gian bao nhiêu cái công việc tào lao như vậy thì có thể xảy ra dữ lắm chứ không phải không. Thành ra bây giờ khi mình làm phước, mình quyết định đó là phước như vậy đó, thì mình dùng cái mà mình thí dụ mình gửi đi, thì mình dùng cái được đó đó để mình làm cái đề mục cho cái sự niệm thí của mình. Thì dầu nó ít nhưng mà mình lặp đi lặp lại thì nó vẫn có nhiều chứ không phải không. Còn mình ngồi rồi mình cứ mình phiền buồn phiền cái chuyện tại sao không tới, tại sao mình nhờ chút rồi nó làm sao mà trật tới trật lui này kiếm xong, cái đó là nó làm cho mình mất năng lực thêm chứ có đâu. Thành ra khi mà bố quyết định bố thí là khi mình làm việc đó là nó chấm dứt trong cái việc bố thí đó. Còn mình muốn cái việc bố thí đó nó có nhiều cái năng lực để nó cho quả tốt thì mình phải dùng cái đó để mà làm cái đối tượng của cái sự niệm thí của mình. Vì là thanh tịnh đạo đặt niệm thí là để làm như thế nào thì mình dùng đó để mình tạo thêm năng lực cho cái sự bố thí của mình. Chứ còn bây giờ khi nó đã xảy ra như như cái lời kể đó, là hỏi nó được như thế nào, được như thế nào thì chúng tôi không có khả năng để mà nói, vì chúng tôi không có cái thần thông biết được những chuyện đó. Chúng tôi chỉ nói tới vắn tắt vậy thôi. Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Dạ, sa thú đảnh thai, con thành kính đảnh lễ tri ân Ngài. Dạ, lấy hoàn cảnh người khác để mình học hỏi cho mình. Dạ, nên con có câu hỏi đó. Dạ, con tri ân Ngài rất là nhiều, đã chỉ dạy cho con. Dạ, con thấy đạo tràng cũng rất là hoan hỷ với câu trả lời của Ngài cho câu hỏi của con. Dạ, Nam Mô Bích Tha giá. Dạ, Nhật Quỳnh kính mời đạo tràng. Bữa nay Hà vô cứu bồ Nhật Quỳnh đi Hà ơi. Dạ, Nhật Quỳnh thấy có
Dạ, Nhật Quỳnh kính chào anh chị Phan Quang Liêm, và Nhật Quỳnh kính thấy có Quỳnh Thính Pháp nè, có dạ con thấy câu hỏi của sách cha không biết cái gì này, vì em nói cái gì đây con chưa có hiểu. Dạ hào mến chào Nguyên Trang và vào đạo tràng. Dạ con xin cảm ơn câu hỏi của sách cha. Bạch ngài, trong mùa dân Ekathina, nếu chúng con có điều kiện dự lễ thì chúng con nên đi càng nhiều thì càng có nhiều phước báo, phải không thưa ngài? Dạ Nam Mô Bích Thà, dạ con kính nhân bích đến ngài ạ. Nam Mô Bích Thà, dạ kính bạch chư tôn, dạ kính thưa chư quý vị. Cái điều đó nó không có đúng đâu, phải không? Mình đi càng nhiều mà nó có nhiều phước báo, chuyện nó không có đúng. Trước hết mình làm việc gì mình phải biết chứ, còn nếu mình không biết, mình thấy là người ta nói lễ đi được vậy 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 rồi với mình cái chỗ nào đây nhiều mình đi tới, nhiều khi nó chỉ tốn thì giờ rồi sau này cái phiền não nó phát sinh thêm. À, quý vị vô trong cái website của chùa Vũ Long đó, trung tâm hộ tông .org, đánh chữ đại lễ, đánh chữ lễ dân y của tỳ kheo hộ pháp, thì ngài hộ pháp ngài nói rất là đầy đủ chi tiết phải làm sao để cái việc làm nó thành tựu và cái người tới đó cũng được cái hưởng được cái phước. Còn nếu quý vị mà không biết rồi đó thì quý vị có đi mỗi ngày đi từ sáng tới chiều có hai lễ, đi hai có ba lễ, đi ba lễ và đi có 30 ngày rồi mỗi tháng là được làm lễ nghi, nó phước cũng có gì cả, mệt thêm. Bởi vì mình không chắc cái lễ dân nghi đó họ làm quá đúng hay không, mình đi tới đó rồi mình giả thú cái trạng của người ta thì phước đâu được. Mình đã đọc cho kỹ, tìm hiểu cái lễ dân nghi là như thế nào, xong xuôi rồi khi nào mình muốn đi đó mình phải đo lường thử xem cái phần trăm, cái xác suất mà gọi là lễ dân nghi có làm đúng theo lời dạy của Đức Phật hay không. Nếu không quý vị dùng tiền để làm cái phước khác nó vẫn tốt hơn là đi vô đó rồi về cũng không có được bao nhiêu phước. Nam Mô Bích Thà giá. Dạ sa thú lành thai, con thấy sách cha đã sa thú, con kính tri ân ngài rồi. Dạ chúng con cũng thành kính đảnh lễ tri ân ngài. Dạ Nhật Quỳnh kính mời đạo tràng. Nguyên Trang vào đạo tràng có câu hỏi chưa? Dạ Nhật Quỳnh kính mời bàn tay quý vị mời những câu chích chát. Dạ nếu mà khi nào mà Nguyên Trang sẵn sàng cho Nhật Quỳnh một tín hiệu để Nhật Quỳnh mời Nguyên Trang làm thị giả cho ngài và có câu hỏi với ngài nha. Dạ trong khi chờ đợi những bàn tay, những câu chích chát, dạ ngài cho con hỏi một câu. Dạ, rồi ngài đã cho cái trung tâm hộ tâm nội dung thư viện lễ dân y, và quý vị nào cần hiểu rõ về lễ dân y xin mời vào cái trang của ngài mới đưa lên đó. Dạ kính mời đạo tràng. Dạ một lần nữa Quỳnh mời bằng tay quý vị và mời những câu chết chát. Dạ trong khi chờ đợi ngài cho con hỏi một câu. Nếu một người một người mà trong đầu lúc nào cũng nghĩ là người khác có nhiều tật xấu, thấy được những tật xấu của người khác, hoặc là mình nghĩ người khác đối xử với mình xấu, rồi mình cứ trách cứ người ta thế này thế kia, tại sao người ta không đối xử như mình thế này thế nọ, thì cái câu hỏi của con đó, một người luôn suy nghĩ như vậy thì người ta tục sanh bằng tâm gì bạch ngài? Do tục sanh bằng tâm gì mà cứ lúc nào cũng trách cứ và nghĩ người khác xấu với mình, và nghĩ người khác đối xử mình xấu, và thấy những cái tật xấu của người khác mà mình không thấy cái tốt của người khác bạch ngài? Con kính nhân bích đến ngài. Nam Mô Bích Thà.
Nam mô Bố Thà Dạ kính bạch chư tôn nghệ dạ kính thưa chư quý vị. Thật sự ra thì sẽ tục sinh cũng bình thường thôi. Nhưng mà đó là cái quả của cái nghiệp nào, những cái nghiệp mình làm trong quá khứ đó, đó là cái quả thời bình nhật. Còn cái quả thời tái tục thì nó là chuyện khác, quả trong thời bình nhật. Rồi trong thời bình nhật đó, dù rằng mình có sanh làm người tham nhân đi nữa, nhưng mà cái khả năng học hỏi của mình không có và không đúng. Mình làm phước mà mình không có nguyện đi gặp được chánh pháp, mà mình gặp tà pháp hoặc những pháp tạo đạo mà mình đi theo với đó, thì dĩ nhiên cái chuyện đó nó phải tới. Mà nhiều khi gặp được chánh pháp mà mình không biết cách áp dụng, mình không học đúng mức, thì mình cũng giống y chang như vậy đó. Bởi vì cái bài kinh mà thường thường đó là chúng ta hay đọc đó, tức là 38 pháp văn lành. Cái bài kinh nó đi từ thấp lên tới cao. Mà thường thường chúng ta học không có đúng cách, không có giả gì biết thế nào là đúng mức, thành ra chúng ta vẫn lọt vào trường hợp đó như thường. Thường thường là khi nào mà cái tâm mình có những cái điều kiện đó, theo những bài kinh 38 pháp văn lành, thì cái người đó, chúng sanh đó được gọi là người ác, tức là người xấu xa. Mà mình không học nên biết cái đó là xấu xa, nên bỏ, nên tránh, thì mình tiếp tục là người ác hoài, làm người xấu xa hoài. Bởi vì khi mình nghĩ mình có sự ganh tị người khác, thì cái tâm mình lúc đó là ác pháp. Một trong 12 cái tâm bất thiện á, thì ác pháp. Tại sao gọi là người ác? Trong Thâm Ma Sẵn Kha Ni Phẩm Nhị Đề đó, có câu là Ba La Thâm Ma, các pháp làm cho chúng sanh đó trở thành người ác. Thì các pháp đó là 12 tâm bất thiện, 27 tâm sở đi theo nó. Thành ra khi nó có cái đó trong cái lộ trình tâm của cái chúng sanh đó, thì chúng sanh đó được gọi là người ác. Đó. Thành ra khi mình mở miệng hay mình nghĩ tới sự suy nghĩ gì đó, mình phải cẩn thận. Ngay cả trong cái đung Phật Pháp như vậy, mà quý vị vô cái giờ Phật Pháp mà dẫn nó chơi, nó giỡn, thì cũng là người ác như thường. Bởi vì phát ngôn bừa bãi, không có đúng thời gian, không đúng lúc, không có nên. Muốn đi về, muốn làm gì đó thì mở cái đung riêng, tha hồ nó bậy. Còn khi đã nói cái đung Phật Pháp là phải làm theo lời Đức Phật dạy, chứ không thể nào nói khác. Thì cái chúng sanh đó là vậy đó, là người ác. Nó mới có những cái tư tưởng hằng ngày vậy. Mà không phải chỉ có chúng sanh nó không, chúng ta cũng vậy. Khi chúng ta đối diện với pháp ác, chúng ta không biết hành để tránh cái pháp ác đó, mà chúng ta vẫn nghĩ tới nghĩ lui để nó trong đầu những cái căn ngại để làm gì, để trở thành người ác, thấy không? Thành nó phải học để biết cái đó, khi nào gặp trường hợp như vậy thì phải hành cái pháp gì để không còn là cái trường hợp trở thành người ác theo cái kiểu mà suy nghĩ ganh tị, hay là muốn cho người khác về người kia nọ, mà trong khi đó mình quên rằng cái tâm mình là cái tâm ác. Mà quý vị nên nhớ, khi cái tâm mình là cái tâm ác, cái chúng sanh nó dễ bệnh hoạn ghê lắm. Bệnh nhiều loại chứ không phải không. Tại sao dễ bệnh hoạn? Bởi vì khi tâm mình là ác pháp, thì cái não mình nó tiết ra một cái chất lỏng, chất nước phát sinh cho tâm, mà tâm là tâm ác. Thì khi nó phát sinh ra cái đó, thì nó sẽ làm cho cơ thể mình nó không bình thường. Mà nếu lặp đi lặp lại sự không bình thường đó, thì chúng sanh nó tỉnh lại chắc. Thì nó khi nào cái tâm mình có bất cứ cái những cái pháp mà nó không bình thường, nó không thăng bằng được cái điều mà mình cần phải làm đó, tức là thiền pháp đó, thì nên bỏ qua liền, chứ không có nên trụ trừ mà đi theo. Nhưng phạm nhân mình nó có cái khổ là cái pháp mà mình, cái pháp đó mình bỏ uổng, thành ra cái dễ nó trong đầu hoài, rất là nguy hiểm. Thành ra những người đó có thể bình thường như mình, nhưng mà tại vì cái tiền thiên tật hay là cái nghiệp, cái hạ nhân nào trong quá khứ nó cho cái quả thời bình nhật nó xấu xa như vậy đó, nhưng mình không biết để đi ra khỏi cái nẻo xấu xa đó, mình không biết để né tránh, thành ra nó vẫn tiếp tục. Nhiều khi cả đời của mình không làm được gì cả. Nam mô Bố Thà Dạ. Dạ, sa thủ lành thai, con thành kính lãnh lễ tri ân ngài. Đã
đã giảng dạy câu hỏi của con. Dạ, con rất là tri ân Ngài. Dạ, một lần nữa Nhật Quỳnh kính mời bằng tay quý vị. Hà ơi, sẵn sàng chưa? Nguyên Trang sẵn sàng chưa? Đạo Tràng sẵn sàng chưa? Và xà thủ có hai bàn tay. Thôi, cho Nguyên Trang hạ tay xuống đi. Mời Hà trước đi nha. Mời Hà. Dạ, Nam Mô Bụt Thầy, dạ, Nam Mô Thầm Mà, dạ, Nam Mô Sàng Thầy, dạ. Dạ, con kính đảnh lễ Ngài. Tâm con kính đảnh lễ Ngài Trí Đức, con kính đảnh lễ Chư Tôn Đức Tăng Ni. Và con kính chào Đạo Tràng. Và thưa Ngài, Ngài vừa mới giảng cho tụi con một bài pháp. Thì cái người ác đó, thưa Ngài, có phải do từng, Ngài vẫn giảng là do cái căn cơ của họ ngày xưa vẫn thường hay làm như vậy? Vậy có phải là cái thường cần y duyên của họ, họ cứ những kiếp trước cứ hay làm, có tạo ra một cái thói quen xấu như vậy, đến những cái đời sau họ cũng phải cứ tiếp tục theo cái lối mòn đó và rất là khó có thể mà đi ra được, để được cái thiện pháp tốt đẹp hơn. Vậy thì nếu mà chúng sanh mà biết được Phật pháp đó, thưa Ngài, thì họ có thể chuyển tộc mà hóa ra thành coi như là, ý con hỏi là có thể họ có thể đổi cái cách tư duy, cái cách sống để có thể thành một người tốt hơn do nhờ có học Phật pháp không, thưa Ngài? Dạ, con kính chào mấy ông. Nam mô Bụt Thầy, dạ kính bạch chư tôn, dạ kính thưa chư vị, không có chúng sanh nào ác cả đời hay chúng sanh nào tốt cả đời cả. Tốt cả đời chỉ có bậc tứ thánh quả mà thôi. Còn chúng sanh nào mà vẫn còn ác pháp thì cũng có lúc trở thành người ác, cũng có lúc không thành. Bởi giống như mình, khi nào cái tâm mình là thiện pháp thì mình đâu còn người ác. Thành ra mình đừng có dựa vào cái đó rồi mình nghĩ tại quá khứ tôi làm vậy thì không có. Không, quá khứ là một chuyện. Khi nó cho cái quả mình phải biết cách mình né. Với cánh, chúng tôi thường hay dùng cái câu là cái nghiệp mình tạo rồi đó, khi nó trở lại, một là mình giật, hai là mình trốn đó. Ví dụ như bây giờ cái pháp án nó tới, mình trốn là trốn như thế nào, là mình tạo thiện pháp thì đó là trốn. Còn nếu mình có khả năng mình hành thiện, mình sát trên bứng rễ nó thì cái đó gọi là giật. Còn cái này mình trốn thì không dám, mà giật thì uổng, thành ra cứ neo về hoài đó. Mà Đức Phật đã dạy hết rồi chứ không phải không phải dạy trong room này hoặc room khác, nhiều giảng sư cũng đã nhắc nhở tới chứ không phải không. Khi mình có cái tâm mình là phép ác thì mình làm sao? Mục thứ ba trong thiền tứ niệm xứ là tâm quán niệm xứ, tâm có tham biết có tham, tâm có sân biết có sân. Thì khi mình có cái niệm mình vô mình ghi cái đối tượng vậy thì cái pháp ác nó biến mất chứ nó đâu còn ở đó nữa. Giống như chúng tôi nói, mình làm rồi nó biến mất uổng. Thành ra cứ dùng cái tâm ác của mình suy nghĩ, nó suy nghĩ lui hoài ra, nó liên tục là nó cứ tới lui vậy hoài. Xong xuôi là nó nằm giường thở dốc, bởi vì ác pháp mà nó phát sanh thì nó làm người mình không bình thường. Mà không bình thường thì dĩ nhiên quý vị coi người nào hay sân hận, bảo già lắm, mặt mày xấu xa lắm. Còn người bình thường ít sân hận rồi, ít ác pháp thì người nó thoải mái, tươi tắn, vui vẻ. Vì vậy cái nhìn so sánh thì biết. Mà Đức Phật đã dạy rồi chứ không phải không dạy. Mà rất tiếc là mình hình như là mình không có thích pháp của Phật, mình thích những cái pháp khác. Ngày xưa người ta tới chùa để học đạo, bây giờ tới chùa chỉ để cầu an, cầu siêu chứ không có cầu đạo nữa. Nó không biết đường đâu mà chế ngự các pháp ác là như vậy. Nam mô Bụt Thầy. Nam mô Bụt Thầy. Dạ. Dạ, trước hết con kính đảnh lễ ơn Đức Phật, ơn Đức Pháp, ơn Đức Tăng. Dạ, con kính đảnh lễ Ngài Lữ Tông. Con kính đảnh lễ Ngài Trí Đức. Kính đảnh lễ Chư Tôn Đức Tăng Ni. Và con kính chào toàn thể Đạo Tràng. Dạ, con cảm ơn Đạo Tràng đã cho con biết được tín hiệu. Dạ, kính thưa Ngài,
khi mà con nghe Ngài nói về làm thiện sự đó Ngài, thì giống như là như Phật tử chúng con thường thì mình tác ý, mình làm những cái thiện thiện sự để giúp cái tâm mình được, cũng như là mình buông bỏ, rồi để mình bỏ cái tâm keo kiệt, bủng xỉn này nọ. Thì nhưng mà mình phải, cũng như con, thí dụ như làm thiện sự, mà mình làm thiện sự như thế nào để mình có thể, thí dụ kiếp này mình không chấm dứt sanh tử luân hồi, thì mình có thể trở lại, mình như thế nào mình có thể trở lại mình tu tập, để mình tiếp tục mình tu tập đó Ngài, để mình không có rớt vào, cũng như con không biết là con có hiểu đúng hay không, rồi mình vào cõi trời rồi mình cũng hưởng lạc nữa, rồi mình trôi lăn vào trong dòng sanh tử luân hồi nữa. Dạ con kính dâng mít lại cho Ngài để Ngài có thể chỉ dạy cho con được hiểu rõ hơn ạ. Dạ con kính dâng mít lại cho Ngài. Dạ con xin xuống mít ạ. Dạ con kính cảm ơn Ngài. Nam mô Bụt Thà Gia Kính Bạch Chư Tôn Hiền Giả Kính Thưa Chư Quý Vị. Đức Phật đã dạy hết rồi mà không gieo hầm. Thì hỏi đây lại. Đức Phật dạy 10 phương pháp tạo phước đó. Buôn nhá, đá xả buôn nhá, kỳ lý gia quách thụ. Thì hằng ngày đó mình phải đối diện, không ít thì nhiều cũng 5-7 chuyện, mà mình không làm là làm sao có phước được. Làm sao mà tạo được những cái hay cái đẹp được. Trong đời mình chỉ lẩn quẩn có 10 chuyện đó thôi. Còn nếu mình không lẩn quẩn 10 chuyện đó thì nó có đi ngược lại, tức là 10 cái ác chứ không có gì đó. Thấy không? 10 chuyện đó. Bố thí, trì giới, trì hỷ, phước báo là bao nhiêu chuyện, thì cuối cùng cải chánh tri kiến là cái phần quan trọng nhất. Thấy không? Mà nếu mình không có biết học để hiểu, để sử dụng, để làm cho con người mình nó tiến bộ, thì dĩ nhiên nó phải càng ngày càng xấu xa chứ làm sao được. Bởi vì cái thế gian này là nó chật hẹp mà nó dơ dái, chứ nó không có được trong sạch. Thật sự nói vậy đó. Thành ra mình làm thế nào để mình đi khỏi, mình ở trong cái dũng bùng mà nó không hôi tanh mùi bùng giống như cái hoa sen này đó. Thì cái đó là cái lời Đức Phật dạy. Còn mình ở trong bụng mà mình để bụng nó lắm thì đáng chịu đi chứ, Đức Phật không có dạy đó. Không? Thành ra quý vị cái để ý tại sao người ta không thích học Phật Pháp. Rồi cứ nói Phật Pháp khó này kia em xùm. Dĩ nhiên, mình đi từ cái dũng lầy mà ra khỏi dũng lầy thì nó phải khó chứ làm sao nó dễ được. Nếu nó dễ thì không có ai ở cõi thế gian này là người xấu xa cả. Đó. Mình muốn không phải là người xấu xa, không phải là mỗi là người gia bẩn, thì mình phải đi ngược lại với những cái điều mà thế gian đã đi. Chứ còn nếu mình đi cùng đường như họ thì coi chừng dính cháu như cũ. Mà những cái đó dạy Đức Phật dạy đâu, 45 năm bằng pháp của Ngài chỉ dạy những cái đó thôi, dạy con đường đi ra. Đó. Vậy là pháp là phải học, học là phải hành. Mình pháp không học lấy gì hành? Này, nghe người ta rủ đi hành thiền cũng hành như thế nào, thấy không? Mình không có pháp học thì đừng bao giờ nghĩ tới cái chuyện mà mình có thể mình làm cho người mình được trong sạch và đi ra khỏi cái rừng thà ô nhiễm này một cách thảnh thơi được. Người đi ra và người phải có đủ, ít nhất là đủ niệm, đủ trí tuệ thì nó mới có hy vọng đi ra được, hy vọng làm những người mình nó trở nên trong sạch được. Chứ còn bây giờ mình không có cái ấy đó. Quý vị cứ để ý vậy biết à. Thường thường đó, quý vị khen người ta rồi quý vị nhớ bao lâu? Khi quý vị chửi người ta, quý vị chửi rồi quý vị nhớ bao lâu? Con người mình luôn luôn là nó đi cái hướng là nó bây giờ không đi về cái nẻo tối hết á, chứ nó không có đi về nẻo sáng. Chúng tôi cũng thí dụ nhiều lần đi ngang chợ nghe mấy cô mà chỉ mặt chửi chỏ này kia nói những cái từ không đáng nghe thì đứng lại nghe một cách xa mê. Đi ngang chùa nghe ông sư tiếng sư thuyết pháp là hoàng hoàng vậy thôi.
không bao giờ ngày vô coi ông sư cũng thấy nghiệp mà trở đi, thấy không? Thì mình cứ nghĩ mình nghĩ cái đó là cái tật xấu của mình hay là tật tốt, rồi cố gắng điều chỉnh sửa chữa, rồi đi học những cái pháp mà hay, cái pháp mà Đức Phật dạy để đi ra đó, với cái pháp mà buông bỏ những cái điều mà không hay đó, thì nên học. Còn những cái pháp nào mà làm cho người mình dơ thêm đó, thì nên buông, thì nó mới có hy vọng được. Cho còn nếu không, quý vị không có làm cho đúng mức thì quý vị không có tạo được một cái năng lực mới, thì kiếp sau vẫn lây quay như thế này. Bởi vì con đường đi ra mình không có thấu thì mình vẫn lang thang vậy thôi. Mà lang thang rồi thì nó chuyện gì tới nó phải tới. Nam mô Bụt Thầy dạ. Nam mô Bụt Thầy dạ. Dạ con sa thú, sa thú và con kính tri ân ngài đã chỉ dạy ạ. Dạ sau đây con kính mời đạo tràng cùng tham gia đặt câu hỏi ạ. Dạ quý cô chú có thể chết chat trên màn hình hay có thể hay là hỏi giơ tay hỏi trực tiếp với ngài ạ. Dạ con kính mời những bàn tay. Dạ con thấy trong room cũng rất là đông ạ. Dạ con kính mời. Dạ con không biết tại sao mà trong cái điện của thoại của con vẫn thấy bàn tay của Xích Hà. Dạ con không biết mọi người có thấy không ạ? À? Không, con không biết là Hà có đưa tay không ạ? À? Dạ con thấy câu hỏi. Dạ con cảm ơn. Dạ con thấy câu hỏi của đạo hữu Sắc Trá. Dạ con xin đọc ạ. À. Bạch ngài, nếu chúng con không có điều kiện để học thiền từ vị thiền sư, nên chúng con ở nhà và chuyên chú niệm ân đức Phật Pháp Tăng, như vậy có được nhiều lợi ích không thưa ngài? Dạ kính cảm ơn đạo hữu đã đặt câu hỏi. Dạ sau đây con kính dâng mic lại cho ngài ạ. À. Dạ con xin xuống mic ạ. Nam mô Bụt Thầy dạ, kính bạch chư tôn ngài dạ, kính thưa chư quý vị, trước khi mình đi thiền đi thì mình phải học, chứ mình nói mình từ chối sự học là không có được. Thì khi từ chối sự học, mình tới với cái não trống lỏng, mình có gặp thiền sư tức thiền thì ông ta cũng không giúp được gì mình hết. Thành ra cái chuyện học là phải học thôi, chứ không có thể nào nói gì ấy được. Còn cái chuyện mình ở nhà mình chuyên chú mình niệm ơn Đức Phật, cái pháp Bất Tăng, cái đó chưa chắc là nó phù hợp với cá tánh của mình, phù hợp với cái tiền kiên thật của mình. Rồi mình tụng vài lần rồi mình cũng chán là mình quên luôn. À, không làm nữa bởi vì chán quá, tụng này gì dòng tụng chán này kia. Con người vì chúng ta là bao giờ cũng vậy. Cái chuyện đi học Phật pháp là cái chuyện nên làm, và làm nghĩa là trước hết những cái chuyện khác. Mà chuyện đó mình không làm mà mình cứ nghĩ là phải đi hành, đi chỗ này, đi trường thiền này, trường thiền nọ, xin lỗi quý vị đó, quý vị đi qua rồi gặp thiền sư tứ thiện mà ngôn ngữ bất đồng thì cũng như không. Quý vị qua trường thiền nổi tiếng đi nữa mà ngôn ngữ bất đồng thì quý vị không làm được gì cả. Ta phải học thôi chứ mình đừng có nói gì khác. Còn quý vị không học thì chúng tôi không có khuyến khích quý vị đi hành thiền. Bởi vì một khi mà thiền mà nó lạc một cái rồi đó, nghĩa là khổ nhiều kiếp chứ không phải khổ một kiếp. Nhớ chứ. Mình đi sai đường một cái là khổ nhiều kiếp chứ không phải khổ một kiếp. Thì bây giờ mình cứ lật ra tại Đức Phật cũng dạy rõ ràng cho cư sĩ cần sĩ nam và sĩ nữ làm gì? Học pháp, hành pháp và hộ pháp. Mà pháp mình không học, nghĩa là trong những cái lời dạy Đức Phật trong Tam Tạng có những pháp dạy dành riêng cho hàng tường nghe cần sĩ nam và sĩ nữ vậy là không có, thì mới tìm tòi để mình học. Ở Việt Nam chúng tôi không biết, nhưng mà cộng đồng Việt Nam đây là nó rất thiếu thốn về phương diện đó. Mấy cái nước như Thái Lan, Điện nó đều có những cái sách để dành cho người cần sinh nam, cần nữ học. Đó. Hình như trong nước có hai vị viết cái cư sĩ giới pháp đó, mấy vị tìm đọc rồi biết là mình phải là cần làm gì, mà học những cái gì. Rồi mới tính cái chuyện khác.
Bởi vì pháp học là nhân của pháp hành. Pháp học với pháp hành là nhân của pháp hành. Mình không học mà mình muốn đi hành là cái chuyện không có lợi gì cả. Đó. Nên nó phải học, phải hành. Nếu không chưa học được bao giờ tính chuyện hành. Nó mà lạc, chúng tôi nói trước nó lạc một cái rồi. Khổ cả mấy kiếp gì sao chứ không phải một vài kiếp. Quý vị cứ nghĩ quý vị lạc một cái rồi. Bao nhiêu cái tâm mà ác pháp mà nó vô nó quậy trong lúc mình lạc thiền rồi. Nó có khả năng nó cho quý vị sanh lại bỏ bao nhiêu kiếp. Thành ra không học đừng bao giờ nói chuyện hành nữa. Bởi vì đi sai đường một cái rồi thôi. Không có thời gian để hối hận. Nam mô Bụt Thầy giá. Nam mô Bụt Thầy giá. Dạ, con thấy sách cha đã xa thú. Con kính tri ân Ngài. Dạ, cảm ơn Đạo Tràng cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Dạ, con nhận cái câu hỏi của sách cha. Con nghe Ngài giảng dạy. Cảm ơn Nguyên Trang. Nghe Ngài giảng dạy thì con nghe này nói biểu phép học. Thí dụ như con đi. Dạ, con bây giờ thì mình muốn đi tới chỗ nào đó, ví dụ tới cái thường thiền nào đó để mình hành thiền đi. Rồi Ngài biểu con học. Dạ, thì Ngài chỉ dạy giùm cho tụi con. Có người thắc mắc lại chỗ này là Ngài biểu học mà giờ tụi con phải học cái gì và học từ đâu. Dạ, con cung kính Ngài giảng dạy cho chúng con để chúng con có thể tìm nơi nào để học và học từ đâu để chúng con có thể đi tới trường thiền. Con kính dâng bích đến Ngài. Nam mô Bụt Thầy giá. Nam mô Bụt Thầy giá. Kính bạch chư tôn hàng giả, kính thưa chư quý vị, con đường đi ra là con đường giới định tuệ. Học những điều liên quan tới giới, những điều liên quan tới định và những điều liên quan tới tuệ. Đó, học hiểu xong rồi mới tính chuyện khác được. Chứ đâu có gì nhiều đâu. Còn những cái chuyện khác đó, trong thời gian mình học cái phần chánh mà mình chưa làm rồi hoặc chưa có cơ hội đó, thì những cái phần khác là mình thấy hàng ngày là bố thí, phục vụ này kia đó, là phần đó là nó giúp để cho bồi bổ cái thiện pháp của mình. Không? Chứ còn bây giờ đó mà nếu mà mình không học những liên quan tới giới, tới định tuệ, bây giờ quý vị thử coi trong bài kinh Tứ Niệm Xứ họ dạy cái gì trong đó. Mà nói là bài kinh Tứ Niệm Xứ không thôi đó, quý vị biết quý vị học bao nhiêu chuyện. Thì dựa vào đó để mà học. Thí dụ, nói cái niệm thân á, niệm hơi thở. Quý vị lật ra trong tạng kinh cũng có mấy bài kinh liên quan tới hơi thở. Trong Tăng Chi Bộ Kinh đó, trong Tương Ưng Bộ Kinh đó, chúng tôi nói đây cũng mấy lần, nó có 51 bài pháp liên quan tới tứ niệm xứ. Đọc cái đó để hiểu, khi mình muốn hành cái đó thì nó lọt vào trong năm một trong năm thì mốt bài pháp đó thôi. Thế là quý vị đánh trên Tương Ưng niệm xứ thì quý vị sẽ thấy có 51 bài tất cả. Rồi mà khi mà hành thiền rồi thường ta bắt cái giới thì mình phải học những cái giới, chi giới rồi như thế nào để mình giữ cho trong sạch. Chứ vô đó mình giữ giới không trong sạch thì đừng có nói chuyện. Thế nên rất nhiều chuyện nhiều khê khi mà quý vị vô đường thiền chẳng phải không đâu. Phải học nhiều chuyện lắm chứ không phải không. Mà thường thường mình không có chịu học. Hoặc học rồi nó chán, là khó, nó chán rồi không chịu học. Nghe ai rủ đi cứ đi. Rồi có bao nhiêu người chúng tôi từng kể cho quý vị nghe cái kinh nghiệm của chúng tôi đó. Cũng nghe lời người khác đi qua đó để hành thiền. Thì có ông sư đúng nói được tiếng Anh, ông này ông làm. Ông tình nguyện từng xuống được thiền 3 ngày để ông giúp. Sau thời gian chúng tôi không có thấy kết quả hết rồi, ổng cũng bận, ổng không xuống nữa, chúng tôi về. Thì sau này học, phải đi học tiếng Thái. Học xong rồi gặp ổng hỏi, sau đó ông thầy sư giảng Trần Giang Hải, ông nói tôi ngắn quá là tôi không hiểu để mà. Ông nói mình câu thôi, bộ ông tưởng tiếng Anh tôi giỏi như ông vậy.
ngôn ngữ bất động. Đó. Thành ra cái học ở đây đó, thường thường đó, không phải là mình đi Thái rồi mình học tiếng Thái, cái chuyện đó nó cũng không có giúp ích nhiều. Mình phải học một số cái căn bản về tiếng Pali để mình khi mình định pháp, nếu mà mình không tìm ra cái chữ Việt hay chữ Thái đó thì mình dùng cái chữ Pali đó thì ông sư Thái ông hiểu rõ hơn là mình nói tiếng Anh hay nói tiếng Thái. Cái vấn đề là nó có những cái khúc mắc như vậy đó. Mà thường mình rất là coi thường cái chuyện đó. Mà khi coi thường chuyện đó, quý vị để hỏi bao nhiêu người đi qua ở mấy tháng về làm gì, chắc chắn là không có kết quả rồi. Nó không có dễ dàng giống như mình nghĩ rồi, đó nhất định liên quan tới cái pháp hành. Mà mình học để mình có cơ hội mình biết một số chuyện về liên quan tới những đối tượng này nọ rồi thế chừng mình qua đó. Thành ra quý vị cứ mỗi lần quý vị lật một cái điều nào mà trong trong thiền tứ năm xứ họ dạy, thế rồi quý vị biết bao nhiêu chuyện mà cần phải làm sáng tỏ chứ không phải không. Mà nếu mình không làm sáng tỏ những cái đó thì mình về rồi mình cái tâm mình nó buồn bã, tại vì đi mà không được gì cả. Nên muốn đi hành thiền phải chuẩn bị những cái bài học liên quan tới giới định tuệ, ngoài đó phải liên quan tới một số chuyện khác để có thể mình biết được một số cái chuyện liên quan tới cái trong cái trường thiền như thế nào. Quý vị vô coi trong cái Thanh Tịnh Đạo họ liệt kê đó 70+ cái điều mà không nên nói khi mình vô trường thiền, 10+ cái điều không nên làm khi mình ở trong trường thiền liên quan tới cái tứ quay nghi của mình, 10+ cái chuyện không nên làm khi liên quan tới vấn đề mà đi tìm kiếm vật thực. Nghe tổng cộng nó mấy trăm chuyện vậy đó. Mà nếu mình không học không ấy rồi mình vô trường thiền để làm gì? Có ngày mình, thấy không? Nổi cái miệng mình không. 72 chuyện tất cả chứ không được nói tới. Thì quý vị biết nó không có dễ nha. Đừng tưởng đi vô trường thiền là dễ, không có dễ đâu. Mà vô đó rồi đó, không ông thiền sư nào mà ngồi mà chỉ cho quý vị chi tiết hết á. Thành ra nhiều khi đa số trường thiền bây giờ đó là họ dùng một số cái phương tiện để họ hướng dẫn quý vị tới cái nơi nào đó để mới bắt đầu hành thiền được. Rồi quý vị học sao chúng tôi không biết, mà về cái nói là trường thiền nó dạy niệm thân, trường thiền dạy niệm tâm. Nói cái đó là không đúng, ông thiền sư nào mà nói vậy. Bởi vì một đối tượng thiền, một đối tượng, ví dụ như hơi thở đi, quý vị có 5 chuyện có thể làm được. Dùng hơi thở để hành thiền chỉ, dùng hơi thở để hành thiền tứ năm xứ về quán thân, dùng hơi thở để hành thiền tứ năm xứ về quán tội, dùng hơi thở để hành thiền tứ năm xứ về quán tâm, và dùng hơi thở để dùng hành thiền tứ năm xứ về quán pháp. Họ nó rộng rãi, nó bao la như vậy đó. Quý vị không học rồi làm sao quý vị biết được đâu. Nhưng mà vô thì ông thầy sư chỉ cho quý vị một chuyện mà thôi. Cái đó là cái phương tiện đầu tiên để quý vị hành cái niệm, chứ không phải là để thiền. Đó. Mà mình khi mình không có phân biệt rồi đó, mình vô mình hành thường thường đa số là sai. Tại vì mình không có phân biệt. Chúng ta thí dụ, quý vị nói quý vị hành thiền minh sát, quý vị quan sát cái chân quý vị dở lên rồi để xuống bước đi đó. Rồi quý vị thấy nói là nặng nhẹ, cái nặng nhẹ đó là chế định pháp chứ không phải chân định pháp. Quý vị là nhớ mà quý vị hành thiền minh sát mà dùng chân định pháp là sao quý vị thấy cái gì? Quý vị nên nhớ chuyện đó. Bởi vì muốn thấy thực tính pháp đó, cái cẳng bước lên bước xuống phải thấy cứng hay mềm chứ không được thấy nặng hay nhẹ. Bởi cứng hay mềm là trạng thái của đất, đó là thực tính pháp. Nhưng nặng nhẹ nó không phải là trạng thái của đất, không? Nó chỉ là chế định mà thôi. Nó
những cái chuyện rất là nhỏ nhặt gì mà mình không phân biệt được, mình vô trường thiền để làm gì, hiểu thấy không? Thành ra cố gắng nên tìm tòi học hỏi những cái sách liên quan tới những cái điều kiện có thể hành thiền được. Đó. Thì quý vị xong hiểu biết một số cái điều kiện đó rồi mới nên nhảy thiền để hành thiền. Chứ còn nếu không quý vị tốn thì giờ vô ích, nó mò bích thầy á. Dạ, sa thủ lành thai, con thành kính lãnh lễ tri ân Ngài. Ngài đã giảng dạy rất là kỹ để cho con được hiểu mình phải học cái gì. Dạ, con chỉ tri ân Ngài rất là nhiều. Dạ, cảm ơn đạo tràng cho Nhục Quỳnh biết được tín hiệu. Dạ, con có một câu hỏi của một đạo hữu VM cho con. Con xin được đọc câu hỏi ạ. Bạch Ngài, khi con học thì có người cứ kêu con hành thiền là quan trọng, học vi diệu pháp chỉ là phụ, ngồi thiền mới đoạn tận phiền não. Con có giải thích là con cần phải học mới hiểu, mới có trí tuệ. Vậy con cứ bị nói là chỉ lý thuyết. Con kính xin Ngài giảng dạy. Dạ, Nam Mô Bích Tha, giá con kính dâng mít đến Ngài. Nam Mô Bích Tha, giá kính bạch chư tiêu hề, giá kính thưa cho quý vị. Khi mình học thì họ nói không nên đi ăn thì không nên học, thì nên tránh xa người đó đi. Bởi vì là người đó chuyên môn đi xuống dạy. Ngay cả Đức Phật Ngài dạy dạy gì thì theo có hai phần sự phải làm. Thứ nhất là thanh thả tu rá, thứ hai quý bạch chân a tu rá. Thanh thả tu rá là pháp học, quý bạch chân a tu rá là pháp hành. Đức Phật kêu mình học mà bây giờ mình nói không cần học đi hành. Phải học. Chúng tôi nói từ đầu rồi, chứ nếu mà quý vị không học nổi cái chuyện mà chúng tôi thí dụ nãy là hành thiền tứ phương xứ, quý vị cứ tưởng là mình chỉ cần hành niệm thân là được rồi, cái đó không có gì mà chính xác cả. Tại vì một đối tượng quý vị có thể quan sát cả bốn thiện, tùy theo cá tánh của mình, tùy theo cái sự hiểu biết mình ngay lúc đó. Chứ không có chỗ nào mà cái đối tượng nó nằm riêng thân thọ tâm pháp cả. Một đối tượng vẫn có thể xài chung hết, nhưng mà cái cá tánh của mình như thế nào, cái sự hiểu biết mình lúc đó nên nó nằm ở chỗ nào đó. Thành ra mình lấy cái đối tượng đó để mình xài trong cái đó, từ thân thọ tâm pháp đều được hết. Mà mình nói mình không học, vô trường thiền kêu niệm phòng xẹp đi, cái mình đi về mình khoe thôi ở đó thì dài thiền phòng xẹp, không có thiền nào là thiền phòng xẹp hết. Bởi vì phòng xẹp chỉ là cái đối tượng để mình giúp cho cái niệm mình nó có năng lực. Có năng lực rồi để làm chuyện khác. Thôi ngày phòng xẹp. Phòng xẹp riết thì nhiều cái phòng mà nó không chịu xẹp, nó lúc đó còn ngồi khổ nữa. Thành đâu, cái người nào mà nói là nên đi hành chứ không nên học, cái chuyện đó là nói xíu dạy, không có nên theo. Cái thứ nhất, cái thứ hai. Mình học á, bất cứ cái gì mà có trong tam tạng kinh điển là mình học, cái chuyện đó không có gì vô ích cả. Bởi đó là lời dạy của Đức Phật. Nhưng mà nhiều khi mình học nó chưa trúng cái điều kiện để mình có thể áp dụng được. Nhưng mà nếu có điều kiện cũng phải học, dù rằng mình chưa ứng dụng được bây giờ cũng phải học. Để mai mốt có việc xài. Bởi kiếp này quý vị không có học thì kiếp sau chưa chắc quý vị còn gặp được giáo pháp Đức Phật. Tại tới một triệu, mấy trăm triệu năm nữa, ngày Phật tương lai mới xuống rồi quý vị học sao kịp. Không giống như thời Đức Phật hiện tại gì đâu. Cái trời nguyện gặp Phật cái học không kịp, ngày Niết Bàn mất rồi, ngồi tiếc. Nam mô Bích Thầy á.
Dạ, sa thú. Lành thai, dạ, người đạo hữu đó đã tri ân Ngài và cũng có nhắn tin với con là người này rất là khổ. Khi mà gặp cái vị đó thì cứ bị rầy hoài và hành đi, hành đi. Nên rất là khổ. Nhưng mà con có nói với cái vị này, mình học hỏi và mình chọn lựa tùy theo khả năng mình, coi cái chỗ nào đúng mà theo con nghĩ đó bên ngài, thì còn phải tùy duyên nữa. Dạ, tùy duyên coi mình học như thế nào, mình có nghĩ được cái lời dạy đó của vị nào đúng thì mình hành theo. Con nghĩ như vậy. Con câu hỏi của con nó bạch ngài, thí dụ như cái người đó là cứ gặp những vị mà hành thiền thì cứ biểu hành đi, không cần học. Rồi giờ ngài thì ngài biểu phải học rồi mới hành. Nhưng thí dụ như con đi thì con thấy ngài nói đúng, có nghĩa là cái pháp của Đức Phật có rất là nhiều, mà mình không có đi sâu vào giáo pháp của Đức Phật mà mình hành, thì ví dụ như con đi, con hành đi, biết thở ra thở vô hay phòng xẹp như ngài lúc nãy ngài nói, nhưng thật sự có những cái phát sanh lên mình không biết được, thì câu hỏi của con đó, bạch ngài, mình phải chọn lựa như thế nào? Thí dụ như mình gặp vị thầy đó thì vị thầy biểu hành đi, không học. Rồi một vị thầy khác biểu học đi, khoan hành. Và bạch ngài, như thế nào tụi con gọi là có cái duyên như thế nào để hiểu được vị nào hướng dẫn đúng? Bạch ngài, con kính nhân bạch ngài, ngài đừng rầy con, tại con thấy trong đầu con nó rối ren quá, con mới hỏi ngài, ngài quan hỷ giúp đỡ cho con ạ. Con kính nhân bạch đến ngài. Nam mô Bụt Thầy, dạ kính bạch chư tôn, dạ kính thưa chư quý vị. Mình có sự suy nghĩ riêng của mình. Gặp cái ông mà ông biểu à, hành đi khỏi học, mà mình coi đầu óc mình trong lỏng thì mình lấy gì hành, phải không? Còn cái ông à, ông nói học trước đi, học rồi hành, nên theo ông đó. Là tại sao? Tại vì mình có khả năng để mình quan sát coi cái thân mình, cái người mình học được cái gì chưa. Nếu mà chưa học thì nên học. Bởi vì cái người học mà ít có cơ hội hành, nó vẫn ít đi lạc hơn là cái người không học mà hành. Đó. Người không học mà hành coi chừng, mới đầu vô là hành giả, họ tê, họ trần, họ nguyễn, nhưng mà ba tuần sau ra khỏi trường thiền là thành hành giả họ tôn. Rất là nguy hiểm. Đó. Mà trong pháp Đức Phật bao giờ cũng vậy đó. Gặp cái người đầu tiên, người đầu tiên lại gặp hỏi ngài, ngài nói gì, ngài cũng chỉ nói pháp hành chứ ngài nói pháp hành là nào đâu. Quý vị có thấy thí dụ cái vị nào vô ngồi bạch ngài, con bị vậy ngài chỉ con như thế nào, ngài nói hành đi hả? Hay là ngài dạy cho một vài cái câu về pháp hành, là cái người đó mới cuốn gói vô rừng hành, phải không? Đó. Mình phải học chuyện đó chứ. Chứ làm sao khi không vừa hỏi xong cái ngày biểu hành đi, biết được là không hành. Hồi xưa đó, hồi thời chúng tôi còn ở Miến Điện đó, thì nó rộng rãi, bây giờ là không được nữa rồi. Tại vì mình vô đâu mà ở bao lâu cũng được, bây giờ nó tối đa nó chỉ cho 3 tháng rồi. Người nào mà hành mà có khá thì nó bắt đi học. Sau 3 tháng bắt ra ngoài học. Từ chùa nó ở trường bắt ra ngoài học. Còn nếu mà 3 tháng mà không có giá thì nó mà không chịu đi học thì nó biểu về thì chắc không có cho. Đó. Bởi vì người ta lợi dụng cái đó để người ta nghỉ ngơi hay làm gì đó. Nó không có kết quả, không học mà sao hành được. Mình cũng biết chuyện đó chứ. Mà có nhiều người lại cứ nói vậy, mà chính những người đó cũng chẳng hành vậy đó. Cái người theo chúng tôi thì cái người biểu học đi rồi hành, hoặc là nó còn đang học thì nó học tiếp đi rồi đầy đủ rồi hành. Chúng tôi vẫn khuyến khích quý vị theo cái gì đó.
Còn cái gì mà biểu là đi hành đi khỏi cần học gì cả thì bỏ chạy cho nhanh chứ không điên. Nam mô Bổn Thầy á. Dạ, sa thú lành thai, con tri ân Ngài đã giảng giải câu hỏi của con. Con rất là tri ân Ngài, con hiểu được một chút rồi bạch Ngài. Dạ, con hiểu được một chút là để mình có thể chọn lựa. Thí dụ như mình cũng phải học biết chút chút lời dạy của Đức Phật rồi mình mới có thể đi hành. Chứ nếu không thì giống như Ngài nói thì mình sẽ thành hành giả Tôn Ngộ Không thì chắc. Và con cũng thấy rất là nhiều, dạ, khi con nghe những bài pháp á, thì con cũng thấy rất là nhiều vị ở trong trường thiền rồi là phát điên luôn. Dạ, con thấy cũng rất là nhiều chuyện đó, có những câu chuyện như vậy nên con là rất tri ân Ngài. Dạ, bây giờ Nhật Quỳnh kính mời bàn tay quý vị và mời những câu chết chát ạ. Dạ, mời đạo tràng, mời những bàn tay. Dạ, cảm ơn Hà, mời Hà nha. Dạ, Nam Mô Bụt Thầy, dạ, Nam Mô Thầm Mà, dạ, Nam Mô Sàng Khai, dạ, dạ, con kính đánh lễ Ngài, con kính lễ Ngài Trí Đức, kính chào Đạo Tràng. Dạ, thưa Ngài, nãy Ngài có giảng cho một vị nói là, vị đó hỏi là nếu mà niệm Phật Pháp Tăng thì có lợi lạc, thì Ngài có dạy là phải coi coi cái Pháp đó nó có hợp với mình hay không. Thì con cũng chưa hiểu cái ý, làm sao mình biết được Pháp nào nó hợp với mình thôi Ngài. Dạ, xin Ngài giảng dạy cho con biết. Nam mô Bổn Thầy, dạ, kính bạch chư tôn Ngài, dạ, kính thưa chư quý vị. Thì trong thanh tịnh đạo nói rõ ràng, còn người ta nếu mà hành thiền chỉ thì có 6 loại cá tánh. Thì có những cá tánh chỉ phù hợp một số đối tượng mà thôi, chứ đâu được hết. Thì niệm Đức Phật, nghĩa là 10 phương pháp tùy niệm, thì trong đó niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, nó cái đó là phải có cái cá tánh của nó chứ. Cá tánh của chúng sanh đó mà hành được cái đó, chứ không có được cái đó, phải hành cái khác chứ hành được cái đó. Mà đừng có nói vậy đó, thí dụ như bây giờ vậy đi, mình nói chuyện bình thường vậy cho dễ hiểu. Quý vị vô trong cái trường thiền, mà trường thiền đó nó có cái nhà xác. Hay mỗi lần có người chết nó kéo vào sáng nó bỏ nó chờ một hai ngày nó tiêu đó, cái nó kêu thì xin đi ra để quán gì xác chết. Mà trong khi đó quý vị là người sợ ma, quý vị có dám đi quán gì xác chết không? Chưa kịp quán mình chết rồi, thấy không? Chứ không phải dễ đâu. Quý vị biết nên nhớ là trong trường thiền nào mà nó có mấy chỗ đó, quán xác chết học rất nhiều chuyện chứ không phải muốn dẫn lúc nào dẫn. Đi xuống phải đi cái kiểu nào, rồi đứng phải đứng trước gió sau gió này kia bao nhiêu chuyện. Và trong trước đó mấy ngày là không được ăn những loại đậu này, không phải còn phải ăn chay, không được ăn thịt này thịt nọ, chứ không phải giỡn đâu. Nghĩa là trong nguyên thủy vẫn phải ăn chay thường, nếu quý vị có ý là muốn ở nhà xác hoặc đi quán xác chết vẫn phải ăn chay thường, với không là nó có cái mùi á, mà cái mùi đó lỡ phù hợp với cái con ngà quỷ nào nó ở đó là nó lại nó cứ khiêu khiêu mình hoài bởi cái mùi giống. Thì cái nước là sao quý vị hành được, nó vẫn phải cái dựa vào cá tánh sao không dựa. Thành ra chịu khó cô Hà đó, chịu khó là lên nền đạo ra coi cái phần về cá tánh nói rõ ràng trong đó để coi, để biết, để coi nếu mình muốn hành những cái pháp loại nào thì cá tánh nào mới hành được, chứ không có dễ đó. Mà nó nhớ cái cá tánh đó, trong đó thì nó nói chiết thôi, nhưng mà cái cá tánh của mình là nó có thể, nó một người có thể là có 2-3 cá tánh nhưng không phải nó phát sanh cùng lúc. Thí dụ như bây giờ cái tánh tham, nhưng chút nữa có thể là loại cá tánh khác chứ, thì mình biết cái chuyện đó để mình có thể thay đổi một số đối tượng phù hợp là gì, chứ không phải đừng có tưởng là mình cá tánh tham mà tham hoài cả đời không phải. Nó dựa theo vật thực, nó dựa theo thời tiết này kia, thường làm cho con người đó thay đổi cá tánh trong lúc đó. Đấy, cái đó phải học cho kỹ mới được, chứ nội cái đó không nó cũng là học, chứ không phải là không muốn làm gì làm đâu. Thành ra mình không có căn bản gì pháp học mà mình dựa thân mình vào ông thiền sư 100% là cũng coi chừng nó nguy hiểm lắm á. Chúng tôi nói rồi đó,
đừng có thay ra khỏi trường thiền thành hành giả họ tôn là lỗ vốn. Nam mô Bụt Thầy giá. Dạ, Nam mô Thầm mà giá, Nam mô Sàng Khà giá. Dạ, con kính tri ân Ngài. Dạ, Ngài cho con hỏi thêm một câu. Nói về thiền sư đó thưa Ngài, thì làm sao mình có thể, ví dụ như con nghe là một người giảng dạy là thiền sư phải là một người đã chứng đắc một cái tầng thánh quả nào đó thì mới có khả năng giảng dạy cho hành giả. Như vậy cái đó có phải là cái qualification là phải là chứng đắc thánh quả mới được dạy mà và mới được thành thiền sư không thưa Ngài? Dạ, con kính cho mít lại cho Ngài giảng dạy cho con rõ thêm. Nam mô Bụt Thầy giá, kính bạch chư tôn hiền giả, kính thưa chư quý vị. Thật sự ra đó, nếu mà cái người mà có tư cách thiền sư đó thì theo chú giải họ giải thích à, nghe cái người mà trọn vẹn nhất để làm thiền sư đó phải là bậc thánh. Nếu mà không có thì phải là bậc đắc thiền. Nếu mà không có nữa rồi ít nhất phải là tam tạng pháp sư à. Mà bây giờ đó mình tìm mà không ra đi nữa thì mình nên nhớ cái chuyện đó, là cái vị đó phải có pháp học pháp hành tứ thiệt. Mà ở các nước theo trật giáo truyền thống như Miến Điện đó, nó có cái thầy thu cho vị đó đàng hoàng, chứ không phải là mình muốn ai muốn xưng là xưng đâu, không có, không không muốn xưng xưng không có được. Thí dụ như ngày xưa đó, ngày U Kundala đó, nếu gì nào ở từng đi hành với nó biết Kundala đó, ngài trong rừng khi mà ngài ra là ngài có thai thô đàng hoàng đó, thì nó nhập cái chùa gọi là Sạch Thâm Má Rằng Si, là cái danh hiệu mà người ta cho ngài Tiêu Tăng tập phong cho ngài Sạch Sạch Thâm Má Rằng Si, tức là mình dịch tiếng Việt là pháp quan đó. Đó thì cái thẻ của ngài đó, hay là dưới cái giấy tờ gì của ngài, nó đều dịch là Sạch Thâm Má Rằng Si Sayado Cầm Mất Thả Na Chà Ri Giá. Thì Cầm Mất Thả Na Chà Giá tức là thiền sư đó. Nếu được chư tăng chứng nhận là bà ban cho cái thai thô đàng hoàng, chứ không phải là muốn làm thiền sư làm đó. Hoặc là ngài Ubandita đó, có lẽ quý vị biết nhiều đó, ngài Ubandita ngài có cái thai thô của ngài đó. Ngài thai thô của ngài là Si Tăng Gon Sayado Cầm Mất Thả Na Chà Ri Giá, có thầy thô đàng hoàng, chứ không phải mình không muốn làm thiền sư làm được. Ở bên Miến Điện đi học cũng vậy, phải đổ bằng giảng sư nó mới cho đăng đàn, chứ không phải là muốn lúc nào muốn đăng đàn được. Mà khi mà có bằng rồi đó quý vị, ví dụ như mấy ông ở các tỉnh xa rồi ấy, thì ấy bằng rồi mà được về làng, nó giống như bên mình là quan trạng về làng đó, chứ không phải giỡn đâu á. Đi ngựa, cởi ngựa về, hoặc là đi voi về, rồi nó đón cả làng ra, đón nó quánh trống rồi đó, nó chúc mừng cho qua giảng vui gì tưởng à. Đó, mấy cái ông mà sổ tụ bên tị sạch 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 ná thá chá thâm ma và cái giá đó, là về làng giống như quan trạng về làng của mình đã xưa vậy, phải chắc giỡn đó. Mấy cái gì đó mới được đăng đàn thuyết pháp, chứ không phải là muốn đăng đàn thuyết pháp lúc nào đăng đàn được đâu. Vậy vì nó sợ mình học tới nơi lên là nhiều khi mình nói nó không có phù hợp, không chính xác. Mấy nước đó nó kỹ nên đều có bằng hết, có thầy thô để mà làm giảng sư. Thầy thô gì chung, quý vị muốn biết cái thầy thô gì đó, thường là bên thứ đó là nó không có bằng, mà đều nó chỉ có cái quạt thôi. Ví dụ cái quạt, tôi thấy cái quạt có ba cái giống như là cái top của cái mấy cái chế đi đó, đó là ba tam tạng pháp sư. Còn gì nào có hai thì nhị tạng, còn gì nào mà không có gì mà có cái hàng chữ thì quý vị phải đọc mới biết được cái dấu. Ví dụ gì đó là thuộc lòng trong bộ kinh thôi, thì cái quạt của cái vị đó nó để làm gì đó, nó để cho mình biết là cái gì này thuộc lòng trường bộ kinh. Thì khá ni ca giá phanh thác ạ, là biết chuyện này.
Thành ra ở bên đó anh ta đi, nó đi xách cái quạt theo là vậy, để làm gì? Ví dụ quý vị giờ bí cái gì đó mà quý vị biết cái bài, cái điều quý vị bí trong trường bộ kinh, thì quý vị thấy cái quạt quý vị nào để ra dục lòng trường bộ kinh, để quý vị lại hỏi là chắc chắn là không có gì mà sai đó. Thành ra nó có nhiều cái như vậy đó. Nó biết mấy cái nước mà theo giáo truyền thống nó có những cái tổ chức như vậy, là người ta dùng cái quạt để cho người ta biết cái ông đó đó, ông mà đang tụng hay đang thuyết pháp ông đó là ông giỏi về cái môn đó, ông thuộc lòng cái môn đó. Còn chúng tôi cũng có cái quạt, khi học xong có quạt, nhưng mà chúng tôi không có dùng giống như ông. Có mấy bài kinh mình ông thuộc cái mình lòng với sao cái quạt, để khi nào mà tụng cho mình lấy mình để trên mặt mình đó, theo mình tụng theo rồi cho nó khỏe vậy rồi chứ mình không việc là lòng. Tật xấu nói ra cho quý vị nghe chơi cho vui vậy đó. Nam mô Bụt Thầy á. Nam mô Bụt Thầy á, Nam mô Tham Ma á, Nam mô Sang Kha á. Dạ con kính tri ân ngài đã giảng dạy. Dạ thưa ngài, ngài cho con hỏi nó liên quan một chút xíu nữa, là một cái vị thiền sư đó thưa ngài, là tăng á, thì con không nói, nhưng mà một khi cận sĩ nam hoặc cận sĩ nữ á, họ có chứng đắc một cái tầng thánh quả nào, họ cũng có thể được dạy thiền không thưa ngài? Và họ đâu có phạm một bất cứ một cái giới, và như là nói ra là cái pháp nào họ đã đắc đạo, như là bên các tỳ kheo thì không được bất công trụ, nếu mà khoe pháp cao nhân thì người cận sĩ nam cận sĩ nữ vẫn có quyền cho mọi người biết là họ đã chứng đắc ở tầng thánh nào, phải không thưa ngài? Dạ con kính trao mic lại cho ngài. Nam mô Bụt Thầy. Dạ kính bạch chư tôn, dạ kính thưa chư quý vị, nghĩa là không được phép pháp cao nhân, thiền sư tăng hay là thiền sư cận sĩ nam cận sĩ nữ không được, không có quyền. Phải về pháp cao nhân là dành chàng tuy chúng, chứ không mình vô đó mình tu theo ấy rồi được chư tăng mà cho mình làm tại cái địa vị đó thì luật đó là không được về pháp cao nhân phải giữ. Nhưng mà cái vụ mà không về pháp cao nhân mà không có nơi tu nơi người của mình đó, thì mới là bất công trụ. Mà về pháp cao nhân có thì phạm giới rồi, đi sám hối. Thành ra người nữ hay người nam mà quay người tu đó mà khoe cái pháp của mình có đó, ví dụ mình đặt thiền sơ thiền gì không nữa là chư tăng kêu lên vợt liền, cái đó là không được làm à. Dầu rằng họ không có phạm giới nặng giống như chư tăng, nhưng mà không được quyền. Đừng có tưởng là tôi không phải ông sư, tôi có quyền đó, không được, không được, cái đó là cấm hết. Nam mô Bụt Thầy á. Dạ Nam mô Bụt Thầy. Dạ con kính tri ân ngài. Dạ thưa ngài, con cũng có thấy nhiều vị á, cũng hỏi thẳng các thiền sư hỏi ngài chứng đắc đạo quả gì, thì con thấy nó cũng hơi là kẹt cho các quý vị đó, các chư tăng, tại vì thật ra họ rất là ngại vấn đề đó, họ không được nói ra bất công trụ. Nhưng mà có nhiều Phật tử con không biết là không hiểu hay không đọc, nhưng mà cứ kè kè hỏi là ngài chứng đắc đã ở tầng thánh nào, thì thật là quá tội. Dạ con kính tri ân ngài. Dạ con xin trao mic trở lại cho đạo tràng ạ. Dạ con xin xuống mic. Nam mô Bụt Thầy. Dạ kính bạch chư tôn, dạ kính thưa chư quý vị, mấy ngày ta không có trả lời đâu. Ngày xưa ngày xa đó Tăng Bù Lu ngày có ghé chùa Pháp Vân này nè, mà nhiều chuyện rồi mấy người Việt Nam ấy chứ mà mấy bà già lên bạch ngài nghe, người ta đồn là ngài đắc tu được quần, phải không? Ngài lấy cái quạt ngài đè đầu xuống chứ ngài không có trả lời. Ngài đè đầu với người hỏi xuống, ngài nói cần câu ngắn ngắn là tới đây là học đạo, mà tới đây thì tào lao nó, chứ không phải ngày mấy ngày không có trả lời. Mô Bụt Thầy. Dạ Nam mô Bụt Thầy. Dạ Nam mô Tham Ma. Dạ Nam mô Sang Khai. Dạ
Dạ con Nguyên Trang, và một lần nữa con kính đảnh lễ quý sư, kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ sa thú Xích Hà đã đặt những câu hỏi ạ. Và sau đây con kính mời đạo tràng cùng tham gia đặt câu hỏi ạ. Dạ quý cô chú có thể chat trên màn hình hay là có thể giơ tay hỏi trực tiếp với ngài ạ. Dạ con kính mời. Con kính mời những bàn tay và những câu chat ạ. À, kính chào Huynh Chánh Tâm vừa đến với đạo tràng. Không biết Huynh Chánh Tâm có câu hỏi không ạ? Nguyên Trang kính mời. À, sa thú bàn tay của Huynh. Dạ, con xin xuống mít ạ. Dạ, con kính xin đánh lễ, con xin kính đánh lễ ba ngôi Tam Bảo. Con xin kính đánh lễ sư Chí Đức. Con xin kính đến lễ ngài Liễu Tông và con xin kính chào đạo tràng. Thưa ngài, con có nghe và học bài kinh trong Trung Bộ Kinh, bài kinh 65 và bài kinh 66. Cái bài kinh 65 hình như là bài kinh Bá Đá Giá. Đức Phật nói ngày các tỳ kheo phải học giới, ăn một ngày một bữa. Ăn một ngày một bữa, mà con muốn hỏi ngài á, sau thời này con đi qua bên tu Miến Điện á, sao con thấy nói tiếng ăn một ngày một bữa mà nhưng mà sau buổi sáng ăn 6 giờ sáng ăn rồi 10 giờ mấy ăn, vậy đâu phải nói là một bữa, vậy là hai bữa, vậy cái học giới đó là đâu có đúng như lời Đức Phật dạy đâu. Ngài có thể giải thích cho con tại sao mà ăn một bữa mà bên Miến thì nói tiếng ăn một bữa, nhưng mà con thấy nếu mà tính ra thì con thấy ăn hai bữa đó. Ngài có thể giải thích đó cho con không ngài? Con xin giao mic cho ngài. Xin cảm ơn ạ. Nam mô Bồ Tát Giả Kinh Bạch Chư Tôn Hiền Giả Kinh Thưa Chư Quý Vị. Ăn một bữa ở đây có nghĩa là bắt đầu từ mặt trời mọc cho tới đứng bóng. Ăn mấy lần cũng được, gọi là ăn một bữa. Còn nếu mà ăn một bữa mà theo cái hiểu của những ông mà hành Đú Tăng Khá đó, hành Đầu Đà đó, thì khi mà ngồi xuống bắt đầu ăn cho tới khi đứng dậy gọi là ăn một bữa. Mình phải tùy theo chỗ. Còn như mấy ông sư đó, một ngày một bữa rất là gì? Là từ lúc mặt trời mọc cho tới đứng bóng mà thôi, gọi là ngàn ngày một bữa. Còn bởi vì cái câu mà nguyện này nó khác. Câu nguyện của mấy ông trụ đông nó ngàn bữa là vậy đó, là ngài ngồi một chỗ, ăn ngồi một chỗ, từ lúc ăn ngồi xuống ăn cho tới ăn xong đứng dậy là một bữa. Đó, hai cái khác nhau. Tại vì khi mình dịch ra tiếng Việt mình dịch nó giống vậy, nhưng mà cái cách nó khác nhau, chứ cái nghề nó không giống như mình nghĩ là một bữa là một lần, không phải. Ăn mấy lần cũng được, nhưng mà đều từ mặt trời mọc cho tới đứng bóng gọi là một bữa. Nam mô Bồ Tát Giả. Dạ, con xin kính đến lễ ngài dạy, kính cảm ơn ngài giải thích cái câu đó cho con. Thưa ngài, với Đức Phật có nói cái gì thì kheo đó đó, nếu nhà ngươi không thực hành học giới thì nhà ngươi không bao giờ đắc được được thánh đạo quả đâu. Nhà ngươi là một kẻ ngu si. Thưa ngài, như vậy Đức Phật có thể có ngụ như vậy là những người nào mà nghĩ học giới, cái ý học giới là giới lực, mà nếu mà không làm đúng giới lực của ngài thì như vậy là không có thể nào mà tu được thành đạo quả, phải đúng không ngài? Xin ngài giải thích cho con. Dạ con xin nhường mic cho ngài. Tâm mô Bồ Tát Giả Kinh Bạch Chư Tôn Hiền Giả Kính Thưa Chư Quý Vị. Thì học giới đây có nghĩa là toàn bộ cái điều giới bổn của Đức Phật đã ba chế ra cho tỳ kheo. Nếu toàn bộ chứ không phải là một giới hai giới, toàn bộ. Rồi cái ông sư đó phải học đầy đủ những chi nào làm cho đức
Khi nào làm cho khuyết mà không có đức, không phải học hết. Cái thứ nhất, cái thứ hai đó là phải học cái bộ giới của Tỳ Cô Ni nữa. Tại sao chư tăng là mà phải học giới của Tỳ Cô Ni? Tại vì trong Tỳ Cô Ni có một số cái giới mà Đức Phật cấm ông sư, cấm ông sư, nhưng mà khi tại lúc ngày dạy là ngày dạy cho Tỳ Cô Ni, ông sư ông đi đi qua đi dạy. Hồi xưa là Tỳ Cô Ni không được quyền dạy nhau, mà do ông sư qua dạy, thỉnh ông sư qua làm Acharya để dạy. Ở trên đó Đức Phật mình cấm ông sư khi qua đó không được làm này, không được làm kia đó. Cái đó gọi, đối với Tỳ Cô Ni gọi là A-xá-ra-thá-ná, xí lá. Nhưng mà cấm là cấm ông sư, nhưng mà nằm trong lực của Tỳ Cô Ni. Thành đó lý do tại sao mà năm năm đầu của ông sư đó rồi phải học cả hai bộ. Tỳ Khu Phí Khu Quý Phần Khá và Phí Khu Ni Quý Phần Khá phải học hai. Sự thao này thường thường đa số họ không hiểu, họ không học, họ chỉ học có giới Tỳ Cô Ni không, mà họ quên là ông sư phải học cả hai chứ không phải là học một. Bởi vì là trong Khổng Phi Bà Rí Qua Đá đó, cái phẩm cuối cùng của Đặng Luật sẽ thấy giải thích cái đó. Nam Mô Bích Thầy á. Dạ, con kính tri ân Ngài. Thưa Ngài, con muốn Ngài, tự nhiên Ngài tu ở bên Thái Lan đó, con có dịp con đi qua bên Miến, con có biết là những cái chương thiền, nếu mà con muốn mà tu bên Miến á, thì con có thể là con đến thiền trường Ngài, thiền của Ngài Ba Ót, hay là thiền của Ngài Sô Min, hay là thiền của Ngài Ubendita. Nhưng mà nếu con đi qua bên Thái Lan, nếu mà con muốn tu bên đó đó, thì theo Ngài nghĩ là những cái trường thiền nào mà cho môi trường và cái Ngài có thể recommend những cái trường thiền nào bên Thái Lan, có thể nào là Ngài có thể cho thí dụ một hai trường thiền người Việt Nam hay là những người nước ngoài như chúng con có thể đến bên Thái Lan tu, theo Ngài kinh nghiệm của Ngài ấy, nếu mà tu ở bên Miến Điện hay là tu bên Thái Lan, cái môi trường nào nó có thể dễ hơn, Ngài có thể cho con biết không Ngài? Con xin kính chân Ngài. Nam Mô Bổn Thà Dạ Kinh Bạch Chư Tổ Mẹ Dạ Kinh Thưa Chư Quý Vị. Quý vị đi qua mấy trường thiền ở đèo Thái Lan, mấy điện vậy quý vị tu duyên thôi, chứ mà tu riết thành giờ vô duyên chứ không phải gieo duyên nữa. Những trường thiền ở Thái Lan, ở Miến Điện, một trường thiền thứ thiệt ở trong rừng đó, quý vị không có khả năng về pháp học mà không có khả năng về ngôn ngữ, nó không có nhận. Nó trắng vậy đó, không có nhận. Mấy năm đầu hội chúng tôi ở Thái này thì cũng vậy đó. Có rất nhiều trường thiền nó nhận để chỉ nó giới thiệu một số cái sinh hoạt về Phật giáo, về thiền học của xứ Thái đối với người ngoại quốc mà thôi. Chứ nó không khen có hành hay không hành, nó nhớ chuyện đó, nó không có khen. Ngay cả Miến Điện vậy đó. Miến Điện mà mấy cái trường thiền mà nó mở một cách nghĩa là xả tha ná, tức một cách tổng quát đó, chỉ có mà trường thiền là của Ngài Mô Gốc là nếu mà không nói được tiếng Miến Điện không có nhận. Còn những cái trường thiền khác thì, nhưng mà khi mà vô rừng rồi đó là bảo đảm là phải có pháp học, mà cái pháp học mà thường là nó request đó là phải học hết chi pháp trung cấp. Ở Thái cũng vậy, tại vì nó mới nhận vô. Cho nên nó không có thời giờ để vô để dạy từng chút, nó không có làm gì đó, thì không có làm gì đó. Thành ra bây giờ quý vị cũng muốn đi ở đâu cũng được, bởi vì vô đó chỉ giao duyên coi người ta tu làm sao thôi, chứ còn mình thật sự không có lợi ích gì hết. Thật sự mấy tiền của Ngài Siêu Minh đồ cũng vậy, vô đó rồi người ta chỉ sao làm vậy thôi, chứ nhiều khi không có pháp tiến bộ vậy đó. Nên bên Thái cũng vậy, cũng con số trường thiền nó cũng thuộc loại đó. Nhưng mà thí dụ thứ thiệt á, trường thiền mà thứ thiệt rồi đó là nó request được một là ngôn ngữ, hai là phải học hết chia vào trung cấp nó mới nhận. Thành ra muốn đi qua đó để biết cái người ta sao thì chỗ nào nó cũng được đó. Bởi vì đa số trường thiền đó là nó
nó có thông điệp riêng. Nhưng mà thật sự quý vị, chứ quý vị qua đó, quý vị nói tiếng Anh là nó dịch ra tiếng Miến Điện, rồi ông kia ông nói tiếng Miến Điện, rồi nó lại dịch từ tiếng Miến Điện ra tiếng Anh, rồi từ tiếng Anh dịch ra tiếng Việt cho quý vị, rồi quý vị có hiểu rồi cũng chết. Thôi cũng chết, chứ không phải dễ đâu. Bởi vì có những cái ngôn từ mà quý vị muốn dịch thì dịch sao. Bây giờ đây quý vị giỏi tiếng Anh, quý vị dịch ngứa ngứa nhột nhột rồi dịch sao, phải không? Thành ra đi hành thiền cái gì chứ vấn đề ngôn ngữ nó rất là nhiều khê. Chúng tôi không có, nghĩa là quý vị qua rồi bên Đông Cốc rất nhiều chuyện chứ không có thôi vậy đó, rất là nhiều khê. Quý vị muốn đi gieo duyên cho biết thì trường thiền nào cũng vậy đó. Nó cũng có thiền sư đàng hoàng, cũng giải thích đàng hoàng, nhưng mà kết quả của mình tới mình hành có kết quả hay không thì đó là chuyện cá nhân mình, không liên quan tới họ cả, họ có ghen mình được là mua của thầy vậy. Dạ, sa thú ngài. Nhưng mà con có cái thắc mắc như vậy nè ngài. Tại sao hồi lúc mà ngài Ajahn Chah còn á, thì những người Tây bên đó không biết tiếng Thái Lan, tiếng chữ Thái Lan, mà họ người Tây thôi, mà họ đến với ngài Ajahn Chah, mà đa số là những người Mỹ Tây phương, Âu Châu đến, mà ngài Ajahn Chah cũng dẫn cho họ học và tu. Sao bây giờ nó lại khác dữ vậy ngài? Ngài có thể giải thích về vấn đề sự giữa khác biệt giữa là cái giữa ngài Ajahn Chah hồi xưa, bây giờ cũng có những cái đệ tử của ngài Ajahn Chah bây giờ cũng có tiếp nối theo ngài và cũng dạy trong những đường thiền, mà tại sao bây giờ nó lại khác, bắt buộc mình phải vừa phải có là pháp học phát hành, lý do tại sao vậy ngài? Ngài có thể giải thích cho con không ngài? Dạ con cảm ơn ngài. Nam mô Bổn Thầy, dạ kính bạch chư tổ ngài, dạ kính thưa chư quý vị. Bởi vì nhiều khi đi ra ngoài rồi đó, hoàn pháp nó không giống như cái ấy. Quý vị không tin, quý vị qua bên Ấn Đê đó, coi cái giọng ngài chân xa qua chàng sụn này thô đó. Và quý vị đi qua Miến Điện, qua Úc đó, con dòng thiền ngài chân xa rồi cha Ram đó. Hai người nhiều khi giảng nó không có ăn khớp với nhau, nên nhớ cái chuyện. Tại vì cái lúc đó đó, cái lúc đầu qua đó thì ngài không có chia, rồi cái ngài giảng thì người ta thông dịch, rồi sau này có lẽ là ngài thấy cái kết quả nó không có giống như ngài muốn, là nam mới cái trường thiền của dòng của ngài Chân Cha đó, nó có hai, nó có chia làm hai, một cái dành cho người ngoại quốc mà thôi, nó gọi là Wat Ba Na Na Chat, chứ na na là nhiều, cha tỷ đó là quốc gia đó. Của nhiều quốc gia gọi là Wat Ba Na Cha. Còn cái trường thiền mà để dành chỉ cho người Thái không hoặc người nói được tiếng Thái đó, nó gọi là Wat Nõn Ba Phung. Chúng tôi là hồi ở đó, chúng tôi có ở cả hai, tại vì chúng tôi nói là chúng tôi người Quốc cho ở đó. Nhưng mà vô ở không được là tại vì mấy ông đó không nói tiếng Anh, mà mình tiếng Anh thuộc là dỗm mình ra ngoài rồi ra, nhưng mà nói tiếng Thái đỡ thì mình nó qua ở Wat Nõn Ba Phung. Nó có hai đường thiền sau này mới chia ra, thành ra khi mà đi tới chừng đi ra ngoài quốc, những cái dòng thiền nhiều khi họ giảng nó không ăn khớp với nhau. Quý vị không tin thì cái mượn một cái số thép của ngài Achan Ram ở bên Úc và ngài Achan Sumitho hay là ngài Achan gì ở Mỹ đây nè. Mỹ nó có đường thiền ở trên Berkeley nè, mà cái dùng mà một trái kỳ trước trái cả từng thiền trái tụi hết, chỉ có cái từng Phật với cái chánh điện là không trái thôi đó. Đó chứ đâu phải dễ đâu quý vị. Thành ra nhiều khi học rồi qua cái lời thông dịch nó khác nhau rất là xa, khác nhau rất là xa. Thành ra chúng tôi mới nói là mấy trường thiền khó là nó không chơi đó, nó nói anh phải qua đó phải học ngôn ngữ địa phương chứ nó không có thông duyên, không có thông duyên. Còn mấy trường thiền mà nó có thông duyên cho ai cũng nhậu, của ngài Siêu Minh hay của ngài Uvandita hay là của ngài Uchina, tức là báo đó, là nó có thông duyên. Nhưng mà quý vị không tin thì quý vị thử hỏi họ thẩm thấu được bao nhiêu, vậy nào mà có khả năng về pháp học đó, hỏi thẩm thấu được bao nhiêu, nó không phải dễ đâu quý vị. Thành ra quý vị muốn được cái lợi ích đó, thì quý vị phải
phải biết ngôn ngữ của người ta, hoặc là ngôn ít nhất phải ngôn một số cái ngôn ngữ căn bản về Pali để khi người ta giảng cho mình á, mình cũng biết cái đó từ đâu ra đó, mình hay mình tra được. Chứ còn nếu mà cái giảng gì cũng thập thiện chuyên không á, thì nhìn cái dòng thiền của ngài ở trên xa biết liền à, ngài cha sung mà thôi, nói nhiều cái nó cũng không ăn khớp với của ngài cha ra, hoặc một số gì khác nữa. Nam mô Bụt thầy á. Dạ, con kính chị ăn ngài và con xin xuống mít nhường mít lại cho MC. Dạ, con xuống á, con xin cảm ơn ngài. Nam mô Bụt thầy á. Dạ, con kính đảnh lễ quý sư và con kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ, sa thú, sa thú. Dạ, Nguyên Trang kính cảm ơn huynh Chánh Tâm đã đặt những hỏi ạ. Dạ, sau đây con kính mời đạo tràng ạ. Dạ, con kính mời những bàn tay và những câu hỏi ạ. Dạ, con có một câu hỏi của một đạo hữu BM cho con ạ. Dạ, con kính, con xin đọc câu hỏi. Dạ, kính thưa sư, dạ chúng con nên hiểu thế nào về quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng? Phải học và hành như thế nào để được trọn vẹn đức tin về Tam Bảo ạ? Dạ, con kính dâng mic lại cho ngài để ngài có thể giảng dạy cho chúng con được hiểu rõ hơn ạ. Dạ, con xin xuống mic ạ. Nam mô Bụt thầy, gia kính bà chư tổ ngàn dạ, kính thưa chị quý vị, thì trước hết là phải học học những cái gì liên quan đến Đức Phật, cái dòng ngài chính anh đức đức như thế nào, đi học cái gì hay về một số cái tiểu sử tóm tắt của ngài, là học liên quan tới giáo pháp mà dạy, là nó học nhiều chuyện vậy đó, rồi mới quyết định là mình tới cái nơi nào đó để mình xin trở thành cái vị cư sĩ cần sinh nam hay cần sinh nữ đó, theo đó. Mà cái sự giải thích rõ ràng nhất là trong quyển sách của ngài Hậu Pháp của hay Duyên Không đó, quý vị vô cái địa chỉ nãy rồi đánh lại cái chữ không quy Tâm Bảo, thì ngài dạy rất rõ ràng quý vị nên học từ trước khi làm, chứ không là nó đặt, chứ không phải là mình ghi vô cái mình xin thọ tâm nguyện ngũ giới xong xuôi rồi hỏi Đức Phật có mấy ân đức. Dạ không biết. Giáo pháp của mang đức cũng dạ không biết. Tăng có mấy hạng cũng không biết. Thế như không, hạng biết mình quy là quy cái gì. Cái gì nó nhớ gì quy là quy gì, phải hiểu hết cái đó. Hiểu tất cả những cái chuyện mà liên quan tới Phật, Đức Phật, giáo pháp và chư tăng. Rồi quý vị mới bắt đầu xin cái đó. Thì tùy theo cái nơi. Ở bên Thái thì nó không có cho quý vị quy riêng quý vị ở mấy ngày đó, mà cái ông cái gì mà sẽ cho quý vị thọ những cái loại đó, là thì họ sẽ giống như là hỏi quý vị để cho coi quý vị đã thông hiểu những cái đó chưa. Quận Miếng Điện thì cũng vậy, không phải không quý vị thập mấy đó hết chứ ta không có dễ. Còn mình nếu mình không hiểu cái đó là mình xin quy nơi Đức Phật, quy cái gì, mình đâu phải quy ngài đâu, ngài niết bàn rồi, mình quy chính ân đức của ngài. Quy chính ân đức của ngài. Thành ra quý vị vô cái chỗ này là trung tâm hoạt động đất OAG cái slash cái là này cái quy Tam Bảo, thì họ ra mấy cuốn sách, mấy cuốn sách của cô sư ngài pháp này làm rất là rõ ràng, chứ không có phải dễ. Thành ra quý vị muốn làm gì là theo chúng tôi là phải nên học để cho nó hiểu, chứ còn nếu không thì mình làm rồi rốt cuộc nó cũng thật từ thật tới thật thì rất là phí cái thời gian của mình, vô chùa như vậy thì phí cái thời gian dữ lắm. Thành ra quý vị nên làm cái gì cũng nên cẩn thận, chứ còn nếu không nó phí thời gian mà không được giá, đôi khi là mình cứ tưởng là mình quy y trúng rồi này kia, xong là nó
mà nó lại đặt bao nhiêu chuyện rất là uổng cái thời gian mình, chứ không có gì đó. Anh ráng đi ha. Chứ còn mà bây giờ mà quý vị kêu chúng tôi nói nè, thôi nói không biết tới bao giờ mới xong. Ngày hậu pháp mà viết tới ba bộ nguyện à. Ha. Thôi chúng ta tìm mà cho quý vị, là quý vị ráng chịu khó ai à, không vô học cái này để đó, nguyện nguyện đó, không học ba con quý vị, quý vị tâm bảo đó, quý vị ráng vô ra tìm theo. còn chúng tôi nói mà chi tiết giống như sách viết thì chắc khó, chỉ cho quý vị vô cuốn sách này đọc cho biết. Nam mô Bổn Thầy ạ. Nam mô Bổn Thầy. Dạ con kính đảnh lễ quý sư và kính chào đạo trang. Dạ con xin thay mặt bạn đạo kính tri ân sư ạ. Dạ sau đây con kính mời những bàn tay và những câu chat ạ. Dạ sa thú Nguyên Trang kính mời bàn tay của Xích Hà. Dạ, con kính đảnh lễ sư trí đức, con kính đảnh lễ sư liệu tâm, con kính đảnh lễ quỷ cô tôn nữ, con kính chào các cô bác anh chị ở đạo tràng. Dạ, con có một câu hỏi như thế này. Dạ, thưa bạch ngài, con muốn có nghĩa là thiền, có nghĩa là con muốn thiền những cái lúc mà kể cả những lúc con nói, con đi, con đứng. Nhưng mà bây giờ hiện tại con vào ở Phật giáo Nguyên Thủy chỉ được mới chờ một tháng, nhưng mà con thấy kinh đọc rất nhiều, con cũng chưa thể đọc được hết những quyển kinh đấy, thì ngài có thể cho con ngài cho con biết được những cái quyển sách nào hướng dẫn về chuyên về thiền mà ở bên Nguyên Thủy, để con có thể tìm hiểu được rõ được được những cái bài pháp hoặc là những cái bài thiền mà con có thể hiểu được để con có thể thực hành được. Bởi vì là trước đây con cũng đã học thiền định, nhưng mà con muốn vào về pháp Nguyên Thủy để có thể đi sâu sát hơn những cái thiền định hàng ngày. Ví dụ như thiền định trong hơi thở, thiền định trong tâm và thiền định từng những lúc con đi, con đứng, có thể những cái pháp đấy con phải học ở bên Nguyên Thủy thì mới có gốc được. Con xin ngài, con bạch ngài, ngài cho con được biết ạ. Con xin cảm ơn ngài. Tâm mô với thầy và kính bạch chờ tàu mẹ và kính thưa chờ quý vị. Bắt đầu phải cái chuyện dễ đâu, nói phải nói chứ. Muốn mà làm giống như nói thì thôi chứ. Bây giờ năm không biết năm nay bao nhiêu tuổi rồi chứ không có đủ thời gian đâu. Người ta học đâu phải nói chứ. Đa số ở bên Thái bên đầu đó, nổi đi học gấp học không á, để có thể có khả năng mà đi hành thiền đó, tối thiểu phải 12 tới 15 năm. Chứ đâu phải là đọc một hai quyển sách rồi có thể làm được mấy chuyện đó đâu. Đừng bao giờ mình nghĩ nó dễ vậy chứ. Mà nếu mà bây giờ mà 50-60 tuổi thôi chắc miễn bàn. Đó, muốn thiền thệ rồi đó, thì kiếm cái quyển nữa.
Về là đọc cái để cho biết. Đó, hai quyển đó về đọc tôi coi bao lâu rồi nè, hiểu rồi biết liền nè. Chứ hồi xưa mà nè, không hề dễ. Tất cả những cái gì nào mà đi Thái đi Bến Điện đều biết. Học cái chục mười mấy năm không mà mới họ mới cho vô mấy trường thiện thứ thiệt. Chứ còn nếu mà không thì họ mới cho vô. Mới vô mất công nè. Nó phiền phức cho mình vô mình ngồi mình ngái nhiều hơn là mình... Đấy, thật ra bây giờ mà cái gì hỏi đúng mấy thì về đọc thử một hai quyển này thì nó ra sao rồi tính sao. Thì chúng ta từng tới đang đọc thì thử thì cho chúng tôi biết ý kiến thì coi, chứ còn nói bây giờ nếu biết chỉ không biết được đâu chỉ, thì chúng tôi không biết quý vị đang ở chỗ nào, đang đứng ở đâu hoặc đang ngồi ở đâu thì chúng tôi cũng không biết đường đâu mà chỉ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Dạ con kính đảnh lễ quý sư, con kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ con không biết là hồi nãy cái cô nào. Dạ con không biết là cô còn thắc mắc gì không ạ? À? Dạ. Dạ con thấy bàn tay của cô Kim Oanh. Dạ con kính mời ạ. À. Gần đây Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Dạ hết nghe cô rồi cô. Dạ kính mời cô cầm mic ạ. Dạ hồi nãy con thấy cô cầm mic rồi rớt mic rồi ạ. Dạ con kính mời bàn tay của cô Kim Oanh ạ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Dạ một lần nữa con kính đảnh lễ quý sư, kính chào đạo tràng. Dạ con không thấy tín hiệu của cô, chắc cô không còn câu hỏi. Dạ sau đây Nguyên Trang kính mời Xích Hà. Không biết Xích Hà còn trước máy không. Nguyên Trang kính mời bàn tay của Xích Hà. Hồi nãy Nguyên Trang thấy. Dạ xa thú Nguyên Trang kính gửi mic cho Xích Hà. Dạ Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Nam mô Tham Ma Dạ. Nam mô Sang Kha Dạ. Dạ con kính đảnh lễ quý tông, con kính đảnh lễ ngài Chư Đức và con kính chào đạo tràng. Dạ thưa ngài, ngài có giảng cho tụi con về tam bảo và ngũ giới, thọ truyền ngũ giới. Thưa ngài, thí dụ như tụi con cần sự nam nữ ở nhà mà không có cái điều kiện để đến chùa trong cái thời kỳ COVID như vậy đó thưa ngài, thì tụi con có thể tự ở nhà thọ tam quy và ngũ giới không, và cách thức của tụi con cũng có thể tụng và hành giống như thỉnh một vị sư đứng trước mặt vị sư mà xin thọ tam quy và ngũ giới, hay là tụi con phải đọc khác ạ? Dạ con kính trân cho ngài. Nam mô Bổn Thầy Giá Kính Bạch Chư Tôn Hiền Giả Kính Thưa Chư Quý Vị. Nghe mình ở nhà mình tự thọ cũng được, nhưng mà không có cái vụ mà xin. Mình đứng trước tượng Nữ Phật lại ba lại xong nè. Nam mô Tạch Xạ là cái bắt đầu đọc giới thôi, chứ đọc tam quy là đọc giới luôn, chứ không có hồi sinh, không có cái câu mà xin. Đó. Nhưng mà cái điều quan trọng cái là mình phải hiểu các chi của cái ngũ giới nha. Các điều mà về giống như chúng tôi nói nãy là mình thọ vậy đó, thì mà biết chính căn Đức Phật nghĩa từ đàng hoàng, nghĩa từng chữ đàng hoàng, chứ không phải nghĩa là A-la-hăng là gì, sẩm ma sẩm bút thô là gì, chứ không phải là mình cứ hiểu là nghĩa hẳn là A-la-hán là sẩm ma sẩm bút thô là chánh đẳng giác gì, cái đó là không có đúng. Hiểu là nghĩa đàng hoàng mình tưởng ở Việt Nam mình ngày xưa là Bố Chân ngày có viết mấy quyển là về các
ân đức Tam Bảo đó ngài viết rất là rõ, nhưng không biết quý vị có khả năng có tìm được để đọc hay không, mà chúng tôi không có biết. Nhưng mà ngài thì ngài viết rất rõ chứ không phải bình thường. Thành ra nếu mà quý vị biết thì phải tìm mấy quyển đó để coi, mình hiểu cho rõ ràng tam quy ngũ giới là như thế nào rồi lúc đó tới chừng một mình muốn tự thọ là phải hiểu theo cái đó đàng hoàng. Còn thường là mình để mình không có để mấy cái đó, mình cứ dựa vào cái lời dạy của họ mấy cái gì ta cho rồi cái mình cứ cái thọ này nó không có, nhiều khi nó không có đầy đủ những cái chi tiết mà mình cần phải ấy chứ không phải không đâu. Ngày thì ngày đó ngày ví dụ như là a la hăng là tâm mình dịch ứng cúng sấm ma sấm rô chánh biến chi quýt cha chà ná tạo ấn đầu và nành túc, những cái này mình hiểu, mình hiểu là a la hăng ứng cúng nghĩa là gì, nó có mấy chi đó. Thì thường đó hồi chúng ta học thì phải chia đàng hoàng là có bốn chi tất cả cho chứ a la hăng này không đó, tức là a la cả bậc sở xa lìa phiền não hay là hạ tạ bậc đã phá xe nghe là phá gãy cần cua bánh xe luân hồi, a la hà là bậc xứng đáng, là la pha qua ná là bậc không có nơi khuất lấp, tức là ngài không có gì che giấu bất cứ cái chuyện nào của ngài, dẫu rằng cái chuyện nó xảy ra nơi khuất lấp rồi này kem trong đó nó mà viết mấy cái đó. Thành ra mà kêu mình nói là con đem hết lòng, con xin hết lòng làm lễ quy y Phật, thì cái tâm mình nó phải có, nó nằm ít nhất á, nếu mà mình nhanh mình đọc chậm thì phải có chín cái ân đức này, hoặc không ít nhất phải có một cái. Lần thứ hai đó theo chúng tôi thì quý vị nên bút thân sàn năng gác trả mí thì ít nhất mà phải có cái ba cái ân đức đầu tiên, ví dụ ứng cúng chánh tri mình đúc. Rồi cái thứ hai là mình đú trì dâm bị bút thân sẽ nâng cách trả mí, rồi mình có phải ba, có ba cái ân đức của ngài là sùng cái tô lô cà vi đô nốt tà rô. Rồi cái khi mình đọc lần thứ ba đó tạ trì dâm bị bút thân sẽ nâng cách trả mí thì còn mấy ân đức còn lại đó. Còn phải hiểu nghĩa chứ không phải là không hiểu nghĩa, là như vậy là mình nói mình quy Phật, mình quy cái gì không. Đó, nhưng mà cái tâm mình phải có những ân đức đó và có nghĩa, có ấy đàng hoàng thì cái đó mà sự quy của mình nó mới thành. Chứ còn nếu mà không, nhưng mình nói miệng không như không có đâu. Ráng cố gắng học thuộc, lịch tập, đọc chậm chậm chậm, mỗi lần đọc thì cái tâm mình phải có những cái ân đức đó. Thì từ cái chính ân đức Phật đó thì mình đọc ân đức đầu tiên mình quy lần đầu thì mình phải có ba cái ân đức. Đủ tỷ dâm bị thì có thêm ba cái ân đức nữa là tạ tỷ dâm bị là thành là chính ha. Ví dụ vậy đó thì cái sự quy của mình nó mới có ý nghĩa, chứ còn nếu không chưa chắc. Nam mô Bích Thầy á. Dạ Nam mô Bích Thầy á. Dạ con kính tri ân ngài, dạ con kính mít lại cho đạo tràng. Nam mô Bụt Thầy giá, dạ con kính đảnh lễ quý sư, kính đảnh lễ chư tôn đức tăng ni và con kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ sa thú kính cảm ơn sư Hà đã đặt câu hỏi ạ. Dạ sau đây con kính mời đạo tràng ạ. Dạ con thấy đồng hồ của con chỉ còn có 15 phút nữa ạ. Dạ con kính mời những câu hỏi. Dạ Nguyên Trang kính mời bàn tay của Xích Niệm Từ ạ. Dạ Nam mô Bụt Thầy giá. Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con kính đảnh lễ sư Lý Tông, con kính đảnh lễ sư Trí Đức và con kính chào đạo tràng. Và thưa ngài, dạ cảm ơn đạo tràng cho những từ biết tín hiệu âm thanh rõ. Và bạch ngài, con mong xin ngài giảng cho con và đạo tràng hiểu rõ cái từ sanh y đó ngài. Và sau đó ngài cũng giảng rõ rộng cho con hiểu thêm về quẩn sinh y, phiền não sinh y, hạnh nghiệp sinh y và dục sinh y. Dạ con kính dâng mít lại cho ngài. Dạ Nam mô Bụt Thầy giá.
Nam mô Bố Thầy Giá Kính Bạch Chư Tâu Mẹ Giá Kính Thưa Vị Hỏi Bậc Tử thì chúng tôi biết đường nào xài giải thích bởi chữ sanh đi là do từ cái chữ nào ra, chứ còn nói kiểu đó thì Việt Nam mình dịch mà không có cái ốc chữ thì người ta cũng biết đường đâu mà trả lời, là nói nó là không chính xác hoặc nó bậy. Và phải cho biết cái ốc chữ này kia xong rồi chúng tôi mới có khả năng giải thích, chứ còn nếu không thì thường là chúng tôi không có dám. Nam mô Bố Thầy Giá. Nam mô Bố Thầy Giá. Dạ, Nguyên Trang kính mời bạn trai của Xích Niệm Từ ạ. Dạ, dạ không biết là Xích Niệm Từ có nghe được âm thanh của Nguyên Trang không ạ? Dạ con không biết đạo tràng có nghe được âm thanh của con không ạ? Dạ không biết Xích Niệm Từ có cái câu hỏi của mình chính xác hơn để ngài có thể giải thích không ạ? Dạ cảm ơn đạo tràng. Dạ con không thấy bàn tay của Xích Niệm Từ nữa. Dạ sau đây con kính mời dạ thưa kính thưa ngài, Xích Niệm Từ có chat trên màn hình ạ. Joachim, dạ con kính nhân bích lại cho ngài ạ. Nam mô Bố Thầy Giá Kính Bạch Chư Tâu Mẹ Giá Kính Thưa Cho Quý Vị. Viết nguyên cái chữ cho đàng hoàng, viết cái này cũng biết đường đâu ấy, trời ơi. Hỏi câu thì phải chuẩn bị cho nó rõ ràng chút chứ còn thì thôi viết lại cho kỹ, giờ gần hết giờ rồi để tuần sau chúng tôi sẽ cố gắng nó viết lại đi rồi tuần sau tôi trả lời cho. Nam mô Bố Thầy Giá. Nam mô Bố Thầy Giá. Dạ sau đây con kính mời đạo tràng ạ. Dạ thời gian thì con thấy chỉ còn có khoảng 10 phút nữa thôi. Dạ con thấy câu hỏi của huynh Giang Nhật Hạ, con xin đọc ạ. Bạch sư, ở nước ngoài rất nhiều người ở chung nhà, share room, và đôi khi bàn thờ vừa có cả tượng Đức Phật, Bổn Sư và luôn cả tượng Bồ Tát Quan Âm và hình ảnh ông bà cha mẹ quá cố. Như vậy nếu đứng trước bàn thờ như vậy thì có tự thọ tam quy ngũ giới được không? Có phạm giới gì không thưa sư? Dạ kính ơn kính cảm ơn huynh đã đặt câu hỏi. Dạ sau đây con kính nhân mic lại cho ngài ạ. Nam mô Bố Thầy Giá Kính Bạch Chư Tâu Mẹ Giá Kính Thưa Chư Quý Vị. Mình cho anh ta xe phòng này, mình cho anh ta xe cái phòng thôi, chứ còn cái phòng thờ của mình cho xe nó sao? Mình nhớ đó là trong cái phòng mà thờ đó, nếu mình thờ Đức Phật Thích Ca, Đức Phật Khô Tâm Á thì chỉ thờ một vị đó mà thôi. Một vị mà để một góc riêng. Còn muốn thờ cha mẹ gì để một góc riêng chứ không có. Chứ quý vị để Đức Phật ngồi trên là để bằng thờ cha mẹ phía dưới là không được. Bởi vì người ta vô người ta lại Phật, người ta lại luôn cái cha mẹ mình, nó không có nên. Phải làm riêng đó, còn nếu không cần khỏi làm luôn, chứ còn làm kiểu này đó chẳng có lợi ích gì đâu. Bởi vì mình muốn thờ ai cũng được, muốn thờ cha mẹ cũng không xong, mà thờ Phật cũng xong, mà không có nên. Làm cho nó đàng hoàng, thờ Phật. Nếu mà có phòng lớn thì cái bàn Phật cao vậy đó, rồi để cái phòng cái bàn thờ cha mẹ bên góc nào đó, để khi người ta vô người ta cũng muốn lại Phật ta lại, nhiều khi nó muốn lại Phật ta đâu muốn lại cha mẹ mình đâu, khách của mình á. Còn mình thờ Phật phải cho nó đứng đắn trang nghiêm, chứ đừng làm kiểu là thờ là hành xét Phật đó là không có nên. Nam mô Bố Thầy Giá. Nam mô Bố Thầy Giá. Dạ con kính đảnh lễ quý sư, kính chào đạo tràng. Dạ con đây, con thấy Quynh Giang Nhất Hạ đã sa thú tri ân sư.
Dạ cảm ơn Huynh đã đặt câu hỏi. Dạ sau đây con kính mời đạo tràng ạ. Dạ bây giờ chỉ còn vài phút nữa thôi. Dạ con kính mời những bàn tay và câu chát ạ. Dạ con thấy bàn tay của cô Nhật Quỳnh và Sa Thú, con kính dâng mít lại cho cô ạ. Dạ Sa Thú kính cảm ơn Nguyên Trang rất nhiều nhiều đã mà làm thị giả cho ngài. Dạ còn mấy phút chót mà Nhật Quỳnh thấy không có câu hỏi nên Nhật Quỳnh xin phép mà được hỏi. Dạ nếu trong đầu tràng có vị nào có câu hỏi thì cứ đưa lên, thì Nhật Quỳnh sẽ ngưng câu hỏi của Nhật Quỳnh lại. Dạ cảm ơn đầu tràng cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Dạ nhân cái câu hỏi của Vinh Giang Nhật Hà, dạ con xin hỏi câu tiếp theo. Thí dụ như mình giống như mình ở trong một cái nhà công giáo, rồi mình có một cái phòng riêng, rồi mình thờ Đức Phật ở trên cái đầu nằm của mình, như vậy có nên hay không? Bạch ngài, ngài cho con ngài giải thích giùm cho con. Nam mô Bụt Tha Giá, con kính dâng mít đến ngài ạ. Nam mô Bụt Tha Giá, kính bạch chư tôn ngài giả, kính thưa chư quý vị. Thật sự cái phòng của mình không có nên thờ Phật trong đó. Quý vị nên nhớ cái phòng của quý vị, rồi quý vị ngủ hay quý vị làm gì thì quý vị không có để ý. Cái đó là không có nên. Nếu mà không có chỗ thì mình thờ Phật trung tâm đi, chứ đừng có đặt đồ vật vô để rồi nhiều khi đó rồi mình ngủ quần áo xốc xếch đồ này kim xung nữa, cái đó là không có nên. Thật sự ra đó ngay cả từ Phật từng đồ đó mình cũng không có nên đeo, phải nói thật sự vậy đó. Tại sao quý vị ban ngày quý vị đi đâu quý vị đeo để Phật độ được bị tai nạn bị này kim xung, rồi lỡ quý vị đi vô nhà cầu làm sao? Thành ra cái chỗ thờ Phật là phải trang nghiêm chứ không nè. Cái chỗ thờ Phật á, những cái chỗ mà bên Thái hay bên Quân Điện này mà thờ Xá Lợi là nó còn không cho người nữ vô nữa chứ đừng nói ở. Chúng ta sợ trong lúc những cái nhà mà dơ thân dơ mình rồi này kia ông xong đó làm quen ố thì ông xong đó họ giải thích vậy, chứ cái đó thì có lẽ là họ chấp hơi nhiều, nhưng mà để ý là không bao giờ cho mình để cái gì mà lộn xộn rồi này kem sùng, nhất là phòng ngủ mình có nhiều cái đồ lộn xộn lắm mình ấy. Cái thứ hai đó là cái thân mình nó cũng dơ, chứ đừng có bao giờ đeo thực Phật thân gì mà mình đeo thực Phật trong ngày mà đi đâu có mình vô nhà vệ sinh rồi này kem sùng, cái chuyện không có nên. Mình nên kính trọng Đức Phật chứ không nên dễ vui cái kiểu đó. Nam mô Bụt Tha Giá. Dạ Sa Thủ, con thành kính tri ân ngài. Dạ ngài trả lời chế tượng Phật mình không nên đeo trong người thì con thấy là rất là đúng, tại vì mình đi có nhiều chỗ không có được thanh tịnh. Nhưng mà nếu mình có cái lòng tin mình thờ Đức Phật, ví dụ ngoài cửa đi, mình bước vô là mình đã thấy tượng Đức Phật rồi, mình có ngủ thì mình nằm quay cái đầu về bên Đức Phật. Như vậy cũng không được nữa hả Bạch Ngài? Dạ con kính dâng mít đến Ngài. Thì vì mình có lòng tin là giống như mình thấy cái tượng Phật á, ví dụ như con đi, mà con nhìn cái hình ảnh tượng Phật á, cứ lúc có lúc con có việc gì đó con buồn phiền á, thì con nhìn ảnh tượng Phật thì con thấy là Ngài là có đại bi đại trí, lòng từ bi vô lượng á, tự nhiên cái tâm con nó an ổn. Như vậy mình cũng không nên được thờ sẽ bạch ngài. Dạ con kính dâng mít đến ngài. Con nhìn cái bàn Phật thì con trong lòng con rất là vui. Dạ mà nếu mà ngài nói như vậy trong phòng mình không thờ, ví dụ giờ mình ở một cái nơi mà mình không có cái căn nhà lớn, rồi mình ở trong một cái phòng và mình sắp xếp một cái nơi nào mà gọi là sạch sẽ cao ráo nhất để mình thờ Phật cũng không được ha bạch ngài. Dạ con kính dâng mít đến ngài ạ.
Nam mô Bụt Thầy Gia kinh Bạch Chư Tổ Mẹ Dạ kính thưa chị quý vị là cái máy bật pin đồng hồ quý vị rồi quý vị lúc ngủ quý vị nằm như thế nào là như thế nào. Nếu mà trong trường hợp mình không có chỗ mà cho nó đàng hoàng, chỗ riêng đàng hoàng thì mình thờ vào trung tâm đi. Mỗi lần mình ráng, mình suy nghĩ gì mình suy nghĩ tới ngày. Chứ làm tại sao phải đem tự mình thờ mà trong khi mà cái chỗ của mình chưa không có sẵn sàng để có sự thanh tịnh. Mình nhớ chuyện đó. Mình đừng tưởng cái đó là tượng chứ. Chính gần đức của ngài như thế nào, mình thờ cái đó là tượng trưng cho chính gần đức đó. Mình phải rất là thân khẩu ý, là phải rất là trang nghiêm, chứ còn mình nói cái kiểu mình là không có được nha, không có được. Còn nếu mình không có chỗ thì thôi khỏi thờ cũng được, thờ trung tâm đi để cho nó trong sạch. Chứ còn nếu không phải nói chứ người của mình, cái thân khẩu ý của mình nó đã không trong sạch mà cái thân này nó cũng vậy, mà mình nghĩ là phải nên thờ Phật trong cái chỗ mình nằm ngồi rồi này kia sùm, cái đó chuyện nó không có nên, không có nên. Vì nên suy nghĩ lại mấy cái gì vậy. Nam mô Bụt Thầy Gia kính Bạch Chư Tổ Mẹ Dạ kính thưa chư cần sinh nam và sinh nữ trong đạo tràng tất cả phước báo nào phát sanh do pháp thoại ngày hôm nay xin hãy làm mối duyên lành để tất cả chư tôn hành giả cùng cần sinh nam sinh nữ trong đạo tràng có được cơ hội để chấm dứt các áp pháp ngũ ngầm này thầm. Nam mô Bụt Thầy Gia, nam mô Thầm Mà Gia, nam mô Sang Khai Gia, nam mô Rất Tịnh Nát Tị Gia Sa. Dạ, sa thú lành thai. Con xin thay mặt đại chúng đông đông thành kính lãnh lễ tri ân ngài Liêu Tông đã từ bi giảng giải những câu hỏi trong đạo tràng để chúng con đến gần với lời dạy của Đức Thế Tôn, để chúng con được sự lợi ích ngay hiện tại và được sự an vui lâu dài. Một lần nữa chúng con thành kính lãnh lễ tri ân ngài. Chúng con cũng thành kính dâng quả phước mà chúng con đã trong sạch tạo được trong buổi học ngày hôm nay đến với quý ngài, nhất là ngài Liễu Tông. Mong rằng phước này trợ duyên quý ngài an vui trong đời sống phạm hạnh, thân tâm luôn an lạc, thành tựu đạo quả y như ý nguyện. Nhục Quỳnh kính mời quý vị cùng với Nhục Quỳnh hồi hướng sau khi thính pháp ạ. Và đề quá ta sam ti vi ha ra qua si ni thu về kha re bơ thi kha re ta hình ta hình ta tham ma đa ne na pha quan tu bu chi ta sa thinh ca rơn tê ta vi ha ra man đa lê thay ra cha mắt cha na qua ca cha phít kha bồ sa ra mi ca đa na bà tê u ba sa ca ga ma cha đề sa ni ga ma cha ít sa ra sa ba na phụ ta su khi ta pha quan tu tê cha đa bu cha ye bi cha an đa sam pha qua san se đa cha ta a ta bồ ba ba tika nêu ya ni căn tham ma qua răng ma tê cha tê sa bê bi đưa kha sa kha rơ tu sang kha yang tha tu chi răng sa tăng tham mơ tham ma tha ra cha phục ra la sang go ho tu sa mắc go qua a tha ya cha hê ta ya cha am ma ra ca tu sa tham mơ sa bê bi tham ma cha di nơ quất thịnh sam ba bu na y ya ma tham ma di dập ma quê di tê ngưỡng cầu các đấng chư thiên trong vòng tịnh xá ngự yên hằng ngày, ngự nơi đền tháp xưa nay, những nơi biệt thật nơi cây bồ đề. Chúng con xin hồi hộp về, sẽ dùng pháp thi tiền bề cũng dâng, rồi xin hầu đổ chư tăng. Cửa từ ẩn náu phước hằng xa